Mặt thế vô hạn thông vệ chương 1701, ba người. Họ vừa bước vào cửa hàng, một thị nữ đã tiến tới hỏi thăm nhưng vương song không trực tiếp báo những món đồ mà bản thân cần. Thị nữ biết điều rời đi, yên lặng nhìn vương song cùng dương mặt cách đó không xa. Vương song và dương mặt nhìn qua một lượt, cửa hàng to lớn được chia thành khu vực pháp khí, khu vực đan dược, khu vực dược liệu, khu vực bảo vật linh hồn và một khu vực không xác định, cũng có thể là những bí mật mà cửa hàng Kim Nguyên không muốn tiết lộ Những vật phẩm này mặc dù không rõ xuất xứ Nhưng mỗi loại đều có đặc thù riêng Vì vậy, người trong cửa hàng Kim Nguyên đã tách chúng ra một nơi riêng biệt Giá cả của một số vật phẩm trong cửa hàng cực kỳ khủng khiếp Thậm chí có một số thiên tài địa bảo rất đáng sợ Huyền Linh Thảo Giá 3.000 thượng phẩm Nguyên Thạch U Minh Hoa 5.100 thượng phẩm Nguyên Thạch Hư Thần Thần Diệp 17.000 thượng phẩm Nguyên Thạch ừ cửa hàng Kim Nguyên có rất nhiều vật phẩm yêu thích và cả những món ta cần. Vương Song và Dương Mạc nhìn một lượt, không khỏi rung lên, cửa hàng Kim Nguyên này quả nhiên là cửa hàng lớn nhất ở Trấn Yêu Thành, bên trong có nhiều bảo vật như vậy, chỉ là vừa rồi nhìn thấy, giá trị so ra có khi phải vượt 10 tinh chủ cộng lại. Điều này cũng khiến hắn không khỏi kinh ngạc trước sự đồ sộ của cửa hàng Kim Nguyên này. Tiến vào khu vực pháp khí, Vương Song còn nhìn thấy một kiện pháp bảo do luyện khí đại sư chế tạo ra thần binh từ tiên thiên thần binh, đến thần binh cấp bậc hóa thần, đúng là cái gì cần có đều sẽ có, thậm chí còn có một cái tinh chủ thần binh, đó là một thanh tử sắc thần phủ, trông chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhưng nó chứa đựng một quan niệm nghệ thuật dường như có thể mở ra thế giới. Chỉ là đống nát sắc vụn mà thôi. Trong vạn giới châu, tiểu thất kinh thường nói những pháp khí do người khác luyện chế này chẳng qua là lừa gạt một số người bình thường mà thôi những kẻ mạnh chân chính mới lựa chọn rèn luyện binh khí của mình chỉ cần lấy tâm luyện binh có thể giải phóng sức mạnh của vũ khí vương tiểu tử thương long đao của ngươi mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng không phải của ngươi nếu muốn phát huy tối đa kiếm pháp ngươi từ bây giờ nên bắt đầu chuẩn bị vật liệu cho mình chú tạo thần binh đi không sai ngươi đã đạt tới hóa thần trung kỳ khoảng cách thành hóa thần đỉnh phong rất gần, trước khi bước vào tinh chủ cảnh giới, nhất định phải thu thập một ít tài liệu, chế tạo một loại ma pháp. Khi ngươi bước vào tinh chủ cảnh giới, thần binh sẽ theo đó thăng cấp, trở thành sinh vật thần thánh, cùng ngươi cả đời đồng hành. Tiểu không cũng trầm giọng nói, hiếm khi hắn không bác bỏ lời nói của tiểu thất, rõ ràng, họ đều cho rằng đã đến lúc vương song chế tạo pháp khí của riêng mình. Lúc thần binh quan trọng nhất chính là cực phẩm thần kim, trong tay ta mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng thật sự không có cực phẩm thần kim để đúc thần binh." Vương Song Bất Đắc Dĩ nói, hắn cũng biết mấu chốt để đúc thần khí của chính mình. Điều quan trọng là thiếu nguyên liệu, như một nữ tử thông minh khó có thể nấu cơm mà không có cơm, nếu hắn muốn đúc ra thần khí theo hắn cả đời, hắn phải sử dụng thần kim tốt nhất, cho dù kém một chút hắn cũng sẽ không cho phép, nhưng mà. Nếu như những năm gần đây hắn sưu tầm sớm một chút thì đã có thể chế tạo pháp bảo Tuy nhiên, loại cực phẩm thần kim đều chỉ có thể gặp chứ không thể chạm, giả sử hỗn độn thần kim, vạn vật mẫu kim, hư không thần kim. Những thần kim này trong vũ trụ thuộc về truyền thuyết cấp bậc thần kim, kể cả khi có thật, nó hoàn toàn không phải là thứ có thể dễ dàng nhúng tay vào. Cũng giống như mẫu kim của vạn vật, nó là một loại thần vật cấp cao nhất được sinh ra từ thuở sơ khai của vũ trụ, nó có thể đã biến mất từ lâu, Vương Song không hy vọng có được loại thần vật này. Còn nếu nó là một vật liệu thần thánh kém hơn, hắn cũng không có gì. Trước kia vốn dĩ ta lấy được hỗn độn năng lượng đúc ra thẩm phán chi mâu ngược lại là một loại thần tài tốt, đáng tiếc, lại là thứ tam thế cần. Tiểu không có chút tiếc nuối nói, trong vạn giới châu, năng lượng hỗn độn là thánh tài liệu để thánh nhân rèn thần khí, cũng quá đủ để rèn thần khí thuộc về Vương Song. Đại tần đế quốc thực lực mạnh như vậy, có lẽ sẽ có cực phẩm thần kim tồn tại. Vương Song cũng đáp lại, vương Song làm hai việc cùng một lúc vừa nhìn xung quanh lại vừa nói chuyện với tiểu thất và tiểu không mà lúc này cửa hàng kim nguyên lại có mấy người tiến vào bọn họ gồm hai nam một nữ nam thì khí vũ hiên ngang nữ thì diễm lệ vô song giống như là một cặp minh châu còn một người khác thì nhuộm tóc xanh thân hình yểu điệu cười nói cùng với hai người kia cô sư muội chúng ta đều đến từ trấn yêu thành chờ ta tiến vào đại diễn đạo quán chúng ta vẫn cần liên lạc với nhau để có thể gắn bó với nhau. Nam tử mặc đồ trắng bên trái cười nhẹ nói với nữ tử. Không sai, bên trong đại diễn đạo quán cạnh tranh cực kỳ đáng sợ, chúng ta mặc dù đều là thiên kiêu gia tộc, nhưng ở tứ đại đạo viện, phần lớn đều là thiên tài, chúng ta chỉ có cùng nhau đoàn kết mới có thể bảo đảm tốt tài nguyên. Nam tử Thanh Y bên phải cũng trầm giọng mở miệng. Hai vị sư huynh trong gia tộc rất nhiều người đều ở đại diễn đạo quán, ai dám khó dễ các huynh? còn tiểu muội tiến vào đạo quán, còn phải nhờ hai vị sư huynh chiếu cố. Nữ nhân cười nhẹ một tiếng, nàng tiện thể khen hai người một chút. Hai người nghe vậy, ngoài miệng tuy khiêm tốn nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, rõ ràng rất đắc ý với lời nói của nữ nhân. Danh tính của ba người dường như rất cao, vừa bước vào cửa hàng đã bị nhận ra. Đó là Liễu Gia, Liễu Vạn Trọng, Trung Gia, Trung Đỉnh Thần, còn có Tô Gia, Tô Uyển Linh. Liễu gia và Trung gia đều là đại gia tộc của trấn yêu tộc, còn Tô gia cũng là nhị phẩm gia tộc, trong nhà có tinh chủ. Xung quanh người ta nhìn thấy ba người này, xì xào bàn tán. Một số võ giả lớn tuổi còn ghé tai dặn dò mấy thanh niên trẻ tuổi, cảnh cáo họ không được bất kính đối phương. Nghe nói bọn họ đã thông qua khảo hạch của đại diễn đạo quán, rất nhanh sẽ tiến vào đại diễn đạo quán. Một người hiểu biết thì thầm nói. Cái gì, tiến vào đại diễn đạo quán? không phải thời gian chiêu sinh của tứ đại đạo viện đã qua rồi sao? Có người vẻ mặt kinh ngạc nói. Đó là tình huống bình thường, thế nhưng người ta là ai, muốn tiến vào tứ đạo viện, cần gì tuân theo thủ tục bình thường? Có người chua sóc nói. Ba người rõ ràng nghe được người ta nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, sải bước tiến vào trong, lần này họ tới là đi theo Tô Uyển Linh, khi họ chuẩn bị tiến vào đại diễn đạo quán, Tô Uyển Linh lại muốn đi mua một ít thiên tài địa bảo, chế tạo thần binh của riêng mình cả hai đều quan tâm đến tô uyển linh vì vậy họ đã đến đây ngay khi biết tin mặc dù gia cảnh của tô uyển linh không tốt bằng họ nhưng tài năng của nàng nhỉnh hơn họ một chút nếu họ có thể có được một mỹ nhân như vậy sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong gia đình khi lớn lên hai người sẽ đoàn kết lại ảnh hưởng của họ trong gia tộc sẽ càng cao ba người đi về phía trước đột nhiên liễu vạn trọng ở bên trái nữ nhân nhìn chằm chằm chỗ của vương sông thân ảnh đột nhiên dừng lại chính là hắn. Giọng nói trầm thấp của Liễu Vạn Trọng vang lên, nó cực kỳ yếu ớt, nếu như không phải Tô Uyển Linh và Chung đỉnh thần có tu vi cao, họ có lẽ sẽ không thể nghe thấy. Có chuyện gì vậy, Liễu sư huynh? Tô Uyển Linh đảo mắt tò mò hỏi, Chung đỉnh thần cũng khá tò mò, theo tầm nhìn của Liễu Vạn Trọng, phát hiện bóng dáng của Vương Song và Dương Mạc, lông mày hắn cao lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Cách đây một thời gian trong vùng hoang dã vô tận đã xảy ra một chuyện khiến cả vùng hoang dã đó rung chuyển. Hai kẻ kiêu ngạo đến từ Tây Tinh Vực đã xuyên qua cả vùng hoang dã. Dù là thế hệ trẻ tuổi, nhưng không ai có thể địch nổi, ngay cả vũ thần bộ lạc tuyệt thế thiên khiêu vũ mục đều bị đánh bại. Giọng nói của liễu vạn trọng vang lên bên tai hai người, lời nói khiến trong lòng họ chấn động. Chẳng lẽ là bọn họ? Trung đỉnh thần nhìn chầm chầm vương song và dương mạc, cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, vương song, dương mạc cũng quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt của mấy người va chạm, liễu dương vạn trọng và trung đỉnh thần cảm thấy một áp lực vô hình từ trong mắt vương song xuất hiện, khiến hô hấp của họ có chút ngạt thở. Vương song và dương mạc chỉ liếc nhìn họ, sau đó quay mặt đi, không chú ý nữa. Bọn họ, bọn họ thật sự có thực lực mạnh như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Tô Uyển Linh đảo một vòng, nhưng trong giọng nói lại có chút không thể tin, thân là tuyệt đỉnh thiên tài của Trấn Yêu Thành, bọn họ đều có tự tôn của mình tên kia số lần hắn xuất thủ cũng ít thực chiến lực hẳn là không quá mạnh nhưng cái tên vương song kia lại lợi hại đến mức kinh người tuy rằng ta chưa từng thấy qua cảnh tượng trận chiến của họ nhưng những trưởng bối liễu gia đều nói với ta rằng nếu gặp phải người này cố gắng đừng xung đột với hắn ta liễu vạn trọng nhìn vương song và dương mạc với ánh mắt kỳ lạ đừng phát sinh xung đột với hắn ư chung đỉnh thần đứng bên này cười như không cười Bọn họ đều là những thiên tài hàng đầu, đối với sức chiến đấu thì bọn họ vô cùng tự tin, cho dù so với những thiên tài ở tầng hoàng thành kia, bọn họ cũng không thua kém chút nào. Vì vậy, đối với họ, lời nói của những trưởng bối trong gia tộc chỉ là càng thêm kích thích lòng háo thắng của họ nhiều hơn. Thế nào, ngươi muốn thử sao? Ngươi không sợ thua thảm sao? Trung đỉnh thần khẽ cười, trong mắt hiện lên hai tia sáng màu vàng lấp lóe. Ha ha, ta từ nhỏ chưa từng tới Tây Tinh Vực, cho nên ta cũng rất có hứng thú với thiên giao nơi đó, vừa vặn đột phá vô pha thần quyết, bắt hắn thử tay nghề một tí được mà nhỉ. Khóe miệng của liễu vạn trọng công lên, dưới chân dường như có hai vệt quan văn màu lam nhạt lập lòe, hắn không nhìn thấy động tác của trung đỉnh thần là đang muốn làm gì, sau một khắc, bóng người của tên kia đã xuất hiện bên cạnh vương song. Vương song tò mò quay đầu lại, khó hiểu nhìn đối phương, không biết nam tử trước mặt này muốn làm gì. Vương song có chút kinh ngạc, Nam tử trước mắt so với những thiên tài mà hắn gặp được ở nơi hoang dã còn mạnh hơn, chỉ có một số ít có thể áp đảo bọn họ. Theo logic mà nói, người như vậy hẳn là nhân tài hàng đầu ở trấn yêu thành, trên thực tế đúng là như vậy, hắn cũng đã từng nghe qua lời của người khác, hiểu rõ thân phận của đối phương. Dương mặt ở một bên nhíu mày nhìn đối phương, hắn ta cảm nhận được một tia địch ý từ liễu vạn trọng, nhưng hắn ta cũng không lo lắng, bởi vì thực lực của đối phương cũng ngang với mình. Cho dù là kẻ địch của sư huynh mình, cũng kém xa quá. Ngươi. Trong mắt Liễu Vạn Trọng hiện lên một tia cổ quái, hắn vươn tay, như đang làm động tác nhưng còn chưa nói xong, một bàn tay to béo duỗi ra, trực tiếp ngăn cản hắn. Này, đây không phải là Lưu công tử sao? Có thể tới cửa hàng Kim Nguyên của chúng ta, thật sự là làm cho cửa hàng của chúng ta phát đạt. Một giọng nói cười toe toét vang lên. Vương Song ngạc nhiên nhìn nam tử trước mặt, đây là một nam tử mập mạp trông còn rất trẻ dáng người mũm mĩm ngay cả chiếc áo tràn rộng thùng thình cũng không che được thân hình béo ú của hắn một đôi mắt nhỏ hiếp lại nhưng trong lòng vương song chấn động vừa rồi người này đột nhiên từ đằng xa đi tới tốc độ cực nhanh thậm chí so với lưu gia công tử trước mắt còn nhanh hơn một bậc kim bán nguyệt nhìn thấy tên béo đột nhiên xuất hiện liễu đại thiếu gia sắc mặt trầm xuống gằn từng chữ nói ra ngươi không phải ở tầng hoàng thành sao tại sao lại ở trấn yêu thành liễu vạn trọng thu bàn tay của mình lại có vẻ hắn cực kỳ sợ hãi tên béo trước mặt sao lại không sợ hãi cho được khi đối phương chính là thiếu tộc trưởng của kim thị nhất tộc người lãnh đạo siêu năng lực của kim gia tộc trong tương lai nghe thấy cái tên kim bán nguyệt này vương song không khỏi sửng sốt thản nhiên chẹp miệng trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười sư huynh ngươi cười cái gì nghe thấy tiếng cười của vương song dương mặt ở bên cạnh có chút nghi hoặc hỏi Ngươi nối hai chữ bán nguyệt, nghe xem chữ này có nghĩa gì. Vương song cười khẽ một tiếng. Bán nguyệt, bán nguyệt. Đó là béo. Kim béo. Dương mặt cao mày suy nghĩ, chỉ mấy giây sau đã tỉnh táo lại, nhìn nam tử mập mạp trước mặt với vẻ mặt quái dị. Như thể nghe thấy những gì hai người nói, nam tử trước mặt được gọi là Kim bán nguyệt quay đầu lại nhìn chầm chầm dương mặt, sau đó nói với giọng điệu khó nghe. Liễu vạn trọng, Gọi ta là Kim đại thiếu, bằng không đừng trách ta trở mặt. Hừ, ngươi ngăn cản ta làm gì? Liễu Vạn Trọng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng sợ hãi, nhưng trên mặt không thể mất khí thế. Ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi, vừa rồi ngươi muốn làm gì? Kim công tử lạnh giọng nói. Các ngươi ở trong cửa hàng Kim Nguyên của ta mà làm loại chuyện này, ngươi quên quy củ của cửa hàng Kim Nguyên rồi sao? Nói xong, giọng điệu kim công tử trở nên cực kỳ lãnh đạm hoàn toàn khác với bộ dáng thân thiết vừa rồi đang nói chuyện một loạt khí tức vô cùng mờ mịt từ trong hư không xuất hiện như thể khóa chặt liễu vạn trọng khiến cho đối phương cả kinh kim công tử ta chỉ là muốn chào hỏi với vị bằng hữu này cửa hàng nhà ngươi không cho phép chào hỏi sao liễu vạn trọng lạnh lùng nói hắn không dám thừa nhận vừa rồi mình đã khiêu khích nổi loạn cửa hàng kim nguyên là được kim gia chống lưng nên đương nhiên có quy tắc riêng trong đó quan trọng nhất là cấm làm loạn trong cửa hàng của Kim gia, và đã từng có một tin chủ đỉnh phong từng gây chuyện kết quả bị một cái tác trời giáng bẻ mặt. Nếu hắn dám thừa nhận mình khiêu khích khách hàng của cửa hàng Kim Nguyên, cho dù Lưu gia có ra mặt, bọn họ cũng sẽ không tự tin nổi. Nghe vậy, Kim công tử công môi khinh thường, hắn biết trước là như vậy, cho dù Liễu vạn trọng có thêm ba cái gan, hắn cũng không dám thừa nhận vừa rồi muốn công kích Vương song. Chào hỏi với chúng ta sao, vậy chúng ta chỉ nên dừng ở mức quen biết, chớ có dây dưa thân thích. Dương Mạc cười lạnh nói, nhưng hắn hiểu rõ, vừa rồi đối phương rõ ràng muốn ra tay, nếu như Kim Thiếu Gia không tới ngăn cản hắn, hắn có thể khẳng định hiện tại người đang nằm ở trên mặt đất người chính là Liễu Vạn Trọng. Liễu Vạn Trọng sửng sốt một lúc, sau đó mặt đen như đáy nồi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, xoay người cùng Tô Uyển Linh và Trung Định Thần đi sang chỗ khác. Thấy vậy, Kim công tử cũng không tiếp tục hung hăng nữa, hắn cũng hiểu đối phương thân là thiếu gia liễu gia ở trấn yêu thành, thật sự đánh nhau sẽ rất mất mặt. Dù sao bọn họ cũng mở cửa làm ăn, mong muốn có thể bình ổn làm ăn, thân là thế lực bản thổ của trấn yêu thành, thật sự không thể trở mặt. Kim thiếu gia quay đầu lại nhìn vương song và dương mạc, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ vô song, nhưng khuôn mặt mũm mỉm kia lại khiến vương song có cảm giác như đang nhìn một quả cầu thịt. Thực xin lỗi, để cho hai người xem trò cười, nhưng mà hai người yên tâm, tại cửa hàng Kim Nguyên của ta, khách hàng tuyệt đối sẽ không cho phép bị làm khó dễ. Kim Đại Thiếu dùng bàn tay to béo vỗ vỗ ngực, còn nghe thấy âm thanh bốt bốt nữa chứ. Vương Song nhìn hắn, tuy rằng người này thoạt nhìn mập mạp, nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn dường như ẩn chứa một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ, so với liễu công tử vừa rồi khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Ngươi quen chúng ta. Vương Song đột nhiên nói, mặc dù là nghi vấn, nhưng ngữ khí tràn đầy khẳng định. Này, đánh xuyên qua toàn bộ mang hoang, thậm chí còn đánh bại tên gia hỏa vũ mục của bộ lạc vũ thần lia. Làm sao Kim Đại Thiểu ta không biết một thiên tài như vậy chứ? Nghe câu hỏi đó, Kim Đại không phủ nhận tự hào nói. Không chỉ có ta, toàn bộ trấn yêu thành, thậm chí tần hoàng thành và rất nhiều thế lực đều nghe nói qua chuyện của ngươi, chật chật, có chiến tích như vậy, cho dù là những tên biến thái của tần hoàn thành cũng không thể có thực lực như vậy kim đại thiếu gật đầu đắc ý nói nghe vậy vương song nhíu mày hắn cũng không ngờ rằng lần này mình lại gây nên náo động lớn như vậy xem ra hắn đã đánh giá thấp ảnh hưởng của việc đánh bại vũ mục trước đó vương huynh ngươi đừng để ý ngươi không biết rồi lần này ngươi gặp phải phiền phức nghiêm trọng đại tần đế quốc với vô tận man hoang vốn là trạng thái cân bằng cuối cùng ngươi lại giết toàn bộ man hoang đồng thời đánh bại cường giả đỉnh cấp đại biểu cho mang hoang, tần hoàng thành và những tuyệt thế thiên kiêu đều đang để mắt tới ngươi, muốn lấy ngươi làm đá kê chân. Kim Thiếu Gia chậm rãi nói, kể cho vương song về tình hình ở tần hoàng thành. Bọn họ đều là niềm kiêu hãnh của đế quốc đại tần, nếu bọn họ có thể đánh bại ngươi, thì đó chính là thất bại trá hình của vũ mục, đại diện của mang hoang. Vũ mục bại trận có nghĩa là đại tần đế quốc cường đại hơn cả mang hoang, tuy rằng đây chỉ là một ít tin đồn, nhưng đã bị rất nhiều người lưu truyền rộng rãi, tự hào thừa nhận đi. Huynh đệ khuyên ngươi một câu, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng tùy tiện bước vào tầng hoàn thành. Ngươi cường đại đến đâu, song quyền tứ thủ cũng không phải là đối thủ, những người này đều không phải người đơn giản, nói trắng ra, trong đó có một số thậm chí không kém hơn vũ mục. Kim công tử không ngừng thì thầm vào tai vương song những chuyện ở tầng hoàn thành, mà vương song và dương mạc vừa nghe vừa nhìn xung quanh, như thể không thèm quan tâm hừ, vậy mà có cửu kiếp trúc. Vương song nhìn trước mặt một cây trúc xanh biếc, trên đó có chín vòng hoa văn màu tím, nhàn nhạt tản mát ra một loại uy thế kinh người. Đây là vật liệu mà vương song cần để đúc ra tam thế, và nó cũng là một vật phẩm cực kỳ quý giá. Bảo vật ta mua còn quý hơn nhiều. 18.000 thượng phẩm nguyên thạch. Vương song nhìn giá cả, khóe miệng hơi co giật, hắn ở chỗ này tìm được rất nhiều trân quý tài liệu, đều là thứ hắn cần, nhưng là cộng lại hết thảy, kể cả có phá sản cũng không đủ. Này, Vương huynh đệ, ngươi có nghe ta nói gì không? Ở bên này Kim công tử thấy Vương Song không thèm để ý tới mình, hắn có chút bất mãn nói. Kim công tử à, ngươi vừa mới nói gì? Hả? Kim đại thiếu ngươi vừa nói gì? Vương Song như là lần đầu tiên nghe thấy nên quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Quên đi, coi như ta chưa nói gì. Kim Đại Thiếu nghe thấy những lời đó thì biểu môi. Thấy Vương Song hình như có hứng thú với cửu kiếp trúc, sắc mặt thay đổi, cười hỏi. Vương Huynh cần cửu kiếp trúc, nếu Vương Huynh cần, ta sẽ quyết định bán đi, giảm giá 20% cho ngươi nhé. Giảm giá 20% Nghe vậy, trong mắt Vương Song hiện lên một tia vui mừng, đây là một tin tốt. Nếu Kim Công Tử đã rộng lượng, vậy Vương Song cũng sẽ không khách khí. Vương Song chắp tay cảm tạ nói ha ha, cứ coi như bằng hữu đi. Kim công tử ta không thích cái gì, ngoài việc kết bạn. Kim công tử đắc ý nói, hai tay kết ấn, cấm chế bao trùm cửu kiếp trúc chậm rãi tiêu tán. Đi về phía vương song. Sau khi nhận lấy cửu kiếp trúc, cảm nhận được sức mạnh cường đại dân trào chứa trong đó, vương song hài lòng gật đầu, vứt tay lấy 15.000 cực phẩm nguyên thạch trong trữ vật giới chỉ giao cho đối phương. Mặc dù hắn nói là giảm giá 20%, nhưng cuối cùng lại phát hiện vương song lại trả bằng giá ban đầu. Chuyển nguyên thạch trong trữ vật giới chỉ của vương song sang trữ vật giới chỉ của mình, Kim Thiếu Gia rõ ràng cũng phát hiện ra số lượng nguyên thạch mà vương song đưa cho. Sau khi nhận lấy nguyên thạch từ trữ vật giới chỉ của vương song, Kim Thiếu Gia nhiệt tình giới thiệu với vương song. Vương Huynh, còn cần gì nữa không? Cửa hàng kim nguyên của chúng ta có đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ có không nghĩ tới chứ không có gì là chúng ta không có được. Ồ, nếu là như vậy, ta cần những thứ này, ngươi có sao? Vương song nghe vậy, ánh mắt vừa động, liệt kê một chuỗi dài bảo vật được truyền âm báo tới. Cái gì, nhiều như vậy? Nghe vương song nói xong, kim công tử giật mình, không thể tin nhìn vương song, vậy mà hắn báo hơn 500 thiên tài địa bảo hiếm thấy, hắn chỉ là ước lượng sơ bộ, những thứ này giá trị đã có thể so sánh với tổng giá trị của một số tinh chủ. Đã nói kim gia bọn bọ có thì nhất định phải có, dù sao Kim gia đã truyền thừa vô số năm, của cải mà họ tích lũy được chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người, xét về tài sản, toàn bộ đại tần đế quốc chẳng lẽ có thể so sánh với hoàng thất. Vì vậy, những tài liệu mà Vương Song cần, đừng nói đến những thứ này, cho dù tăng gấp đôi, Kim gia của họ cũng có thể lấy ra, nhưng những tài nguyên này phần lớn đều được cất giữ trong ngân khố của gia tộc và nó chắc chắn không phải là thứ mà hắn có thể sử dụng. Nhất định phải được tộc trưởng của gia tộc tức là phụ thân của hắn đồng ý, chỉ riêng hàng trong cửa hàng Kim Nguyên còn lâu mới đạt được yêu cầu của Vương Song. Kim Thiếu Gia suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Vương Song. Vương Huynh, không phải Kim Gia keo kiệt, cũng không phải Kim Gia của ta không có đồ vật ngươi cần, mà là bên trong cửa hàng không đủ rồi, nhất định phải từ gia tộc chuyển đi. Các ngươi đều có sao? Lần này đến lượt Vương Song kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ có thể có hai ba trăm loại, không nghĩ tới toàn bộ đều có, vương song không khỏi có chút hưng phấn, cũng không phải đặc biệt trân quý, nhưng khó tìm, mỗi một cái thường tiêu hao rất nhiều thời gian, hắn thiếu chính là thời gian. Đúng vậy, những thứ ngươi cần tuy hiếm nhưng gia tộc kim thị chúng ta đứng vững ở đại tần đế quốc bao nhiêu năm nay, bảo vật tích lũy được nhất định ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nhưng mà, giá trị của những đồ vật này đã vượt quá 300 đến 200 nghìn thượng phẩm nguyên thạch. Vương Huynh, Ngươi chắc là có thể lấy được 200.000 thượng phẩm nguyên thạch sao?" Kim Đại thiếu nói, mặc dù vẫn còn hơi do dự. Bọn họ lựa chọn truyền âm những lời này, nếu không người khác biết được họ đang thảo luận về thương vụ lên đến 200.000 thượng phẩm nguyên thạch thì sợ rằng những người trong cửa hàng sẽ điên lên mất. Thậm chí một số tinh chủ sẽ bị dụ dỗ. Dù sao, 200.000 thượng phẩm nguyên thạch giá trị gấp mấy lần một tên tinh chủ. Nếu Vương Song có nhiều nguyên thạch như vậy, Bọn họ nhất định không e dè mà cướp đi. Nghe vậy, trái tim đang có chút khẩn thiết của Vương Song trong phút chốc nguội lạnh. Hắn chỉ nhắc đến những vật phẩm mình cần nhưng lại không ngờ rằng giá trị của những vật phẩm ấy lại có giá đến kinh người như vậy. Hắn tỉ mỉ tính toán những các loại bảo vật cùng nguyên thạch mình có mới phát hiện ra nguyên thạch của mình chỉ còn lại không đến 50.000, so với 200.000 nguyên thạch còn khoảng cách rất xa. Cho dù hắn bán bảo vật đi, đoán chừng sẽ được thêm tầm hơn 10.000 nguyên thạch nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Thấy vương song cao mày không nói, kim đại thiếu lập tức hiểu ra. Nhưng sau khi khi suy nghĩ vẫn nói. Vương huynh còn thiếu bao nhiêu, nếu như không đủ, ta có thể làm chủ cấp cho ngươi thêm 50.000 thượng phẩm nguyên thạch và không lấy lãi. Cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch và không lấy lãi. Vương song kinh ngạc, nhìn đối phương với ánh mắt kỳ lạ. Ta xứng để ngươi đầu tư mạnh như vậy sao? thượng phẩm nguyên thạch nhiều như vậy, sợ rằng một số tinh chủ nghèo cũng chẳng giá trị bằng. Ha ha, có thể để mang hoang đâm xuyên tuyệt thế thiên kiêu dù bỏ vốn nhiều bao nhiêu lần cũng thấy xứng đáng. Kim công tử nhếch miệng cười, trong đôi mắt ti hí của hắn lóe lên đầy ẩn ý. Lời nói của hắn vô cùng thẳng thắn. Chính là kiểu thẳng thắn nói cho ngươi biết rằng ta trọng tài năng của ngươi và muốn được rót vốn đầu tư. Nhưng cách thể hiện trực tiếp này không làm vương song cảm thấy chán ghét mà điều làm hắn ghét đó là ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại là bộ mặt khác. Kim Thiếu làm như thế khiến hắn ngày càng tán đồng với người này. Nhưng mà, cho dù có 50.000 thượng phẩm nguyên thạch của ngươi đi chăng nữa thì vẫn thiếu một nửa. Thiếu một nửa. Mặt của Kim Đại Thiếu nhất thời xa sầm. Dù lấy thân phận hắn, cùng lắm chỉ có thể sản xuất nhiều nhất là 50.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu muốn thêm nữa, những lão giả trong gia tộc nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này nhưng mà ta có thể mua trước một nửa phần còn lại đợi khi nào ta đủ nguyên thạch thì sẽ mua tiếp được không vương song nghĩ một lúc rồi mở lời với kim đại thiếu mua một nửa thế cũng được vương huynh ngươi yên tâm một nửa còn lại ta sẽ giữ cho ngươi khi nào có đủ nguyên thạch có thể tìm ta bất cứ lúc nào kim đại thiếu nói lấy ra ngọc phù đúc từ vàng phía trên in chữ kim rất lớn đây là kim phù truyền âm của ta chỉ cần đang ở tại đại tần đế quốc, ngươi có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Khi ngươi muốn tìm ta cũng có thể trực tiếp cầm kim phù này đến kim gia. Đương khi nói, mắt kim đại thiếu hiếp lại, chẳng còn khe hở. Có tấm kim phù này, miễn là ngươi mua một thứ gì đó thuộc tài sản của kim gia ta sẽ được giảm giá 20% tất cả mọi thứ. Nghe vậy, vương song nhìn đối phương tiếp nhận kim phù. Vậy thì cảm ơn kim đại thiếu nhiều. Ngay lập tức, Vương Song giao 50.000 thượng phẩm nguyên thạch ra cho Kim Đại thiếu. Đối phương chẳng thèm nhìn chỉ cầm rồi cất đi. "Vương huynh, hơn một nửa những thứ ngươi cần có thể tìm thấy trong cửa hàng Kim Nguyên. Chỉ có điều, một số vẫn còn để trong nơi cất giấu bảo vật của Kim gia. Nếu ngươi không vội thì ta cần điều động trong thời gian 3 ngày để lấy nó ra, không biết ngươi có đợi được không?" Vương Song trầm ngâm một lúc rồi nói, hắn cũng không biết Tần Chính Nam sẽ xử lý chuyện của hắn trong thời gian bao lâu. Nếu ngày mai hắn đi, những đồ hắn mua được chuyển đến trấn yêu thành, lẽ nào hắn còn phải quay lại lấy nữa sao? Trước tiên cứ giao những thứ đang có trong tiệm cho ta. Phần còn lại, ta sắp phải đi đến tầng hoàn thành. Đến lúc đó, ta sẽ liên lạc lại với ngươi đến lấy đồ của ta. Nghe xong, Kim Đại Thiếu gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngươi đến tầng hoàn thành, trước tiên hãy liên lạc với ta. À, chắc ngươi chưa biết đám người ở tầng hoàn thành đang đợi ngươi đấy. Ngươi cứ đòi đến tận nhà tặng. Kim đại thiếu bất lực ôm đầu nói. Nói xong, hắn gọi một tên có vẻ là phụ trách đến thấp giọng căn dặn vài câu. Đối phương kinh ngạc nhìn Vương xong rồi sau đó rời đi. Kim đại thiếu Ân cần giới thiệu cho Vương xong. "Được rồi, Vương huynh, ta đã cho người chuẩn bị đồ vật mà ngươi cần. Trước tiên ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử. Ta nghĩ chắc là đây lần đầu tiên ngươi đến cửa hàng của Kim thị ta." chỗ ta bán toàn là hàng tốt không đấy. Vương song cùng Dương Mạc đi theo đối phương, nghe đối phương giới thiệu. Khi đi ngang qua khu vực xa lạ, họ thấy đám người liễu vạn trọng, chung đỉnh thần đang tụ lại một chỗ hình như đang xem cái gì đó. Đó là cái gì? Vương song có chút tò mò hỏi. Đó là một số đồ vật kỳ lạ mà kim gia chúng ta thu thập được. Ngay cả những cường giả đỉnh phong trong gia tộc cũng không nhìn ra được lai lịch của những đồ vật đó thế là họ lấy ra bán cho người khác. Đương nhiên là thứ đồ đó là tốt hay xấu thì ta không chịu trách nhiệm. Nếu là bảo bối, ngươi được hời. Là rác rưởi thì cũng không thể trách Kim thì ta. Kim Đại thiếu liếc nhìn, thản nhiên nói. Trên thực tế, chuyện này kỳ thực là một canh bạc, hoàn toàn dựa vào vận may. Thêm nữa là 99% đều sẽ thua. Ngay cả những cường giả đỉnh phong của gia tộc ngươi cũng không thể phân biệt được Vương Song nhất thời kinh ngạc. Gia tộc Kim thị truyền thừa bao nhiêu năm nay, vô số cao thủ trong gia tộc nhưng lại không cách nào nhận ra được những vật phẩm phẩm họ thu thập được. Chuyện này cũng đâu có gì kỳ lạ, trong vũ trụ bao la có biết bao nhiêu đồ vật lạ kỳ. Cho dù có tuyệt đại thánh giả trong truyền thuyết chăng nữa cũng không dám chắc có thể nhận ra tất cả. Kim đại thiếu thản nhiên nói, "Ta lại thấy rất thú vị." Mắt của Vương Song lóe lên tia tò mò những đồ này giống như chơi trò tìm đồ vật tìm ra bảo vật trong đống rác rưởi cảm giác thành tựu khi tìm thấy thứ bảo vật đó còn hơn cả việc bản thân bỏ ra nguyên thạch để mua sắm thế là vương sông kéo theo dương mặt về phía đám người liễu vạn trọng đang đứng vây quanh thấy thế kim đại thiếu vội vàng đuổi theo hắn lo lắng hai người vương sông và liễu vạn trọng đánh nhau hắn sẽ chẳng được lợi lộc gì chờ đến khi vương song bước lên Hắn đột nhiên phát hiện Liễu Vạn Trọng cùng những người khác đang đứng xoay quanh những hòn đá trông chẳng có gì đặc biệt. Những viên đá này có viên kích thước cỡ lớn thì to bằng cái thớt, nhỏ thì bằng nắm tay, hình dáng vô cùng kỳ quặc. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là rất bình thường, nhìn không ra có đặc tính gì. Ta muốn viên này. Vương Song vừa bước lên thì nhìn thấy trung đỉnh thần chọn viên to bằng đầu người. Nhưng khi vừa nhìn thấy giá viên đá đó, Vương Song há hốc cả mồm chỉ là một hòn đá mà có giá tận 3.000 thượng phẩm nguyên thạch. Trung đỉnh thần ném 3.000 thượng phẩm nguyên thạch xuống đất. Những nguyên thạch được thị nữ cửa hàng kim thị gom lại, sau đó mở phong ấn viên đá rồi đưa cho đối phương. Trung huynh, ngươi chắc là có thứ gì đó trong viên đá này. Nữ tử đứng bên cạnh nghi ngờ là Tô Uyển Linh hỏi. Tốn 3.000 thượng phẩm nguyên thạch để mua một viên đá không biết có dùng được không, nàng cảm thấy không đáng. Ha ha, Tô Sư muội yên tâm cũng chỉ có ba nghìn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi, dù cực thua thì cũng chẳng sao cả. Trung đỉnh thần cười ôn hòa. liếc thấy vương song phía xa kia hừ lạnh một tiếng. Dây tiếp theo hai tay hắn vung lên, vô số tia sáng xoẹt qua. Viên đá to bằng đầu người kia rơi xuống vô số bụi đá. Ken. Một âm thanh chói tai, giống như tiếng kim loại rơi. Giọng nói đầy phấn khích của trung đỉnh thần vang lên. Ha ha, ra rồi là hàng thiết huyền kim. Một cơn gió cuốn theo bột đá màu trắng bay đi và một dòng nước như thần hoa phả ra. Lúc này, nhiều mảnh kim loại lớn nhỏ trong tay vương sông, dương mạc và viên đá to trong tay trung đỉnh thần tỏa ra tia sáng chói mắt. Nhìn thấy cảnh đó, mắt kim đại thiếu lóe lên tia kinh ngạc. Hàng thiết huyền kim. Tên này vận may không tồi đấy. Nhìn thấy chỉ một viên đá bình thường mà có thể xuất hiện một viên hàng thiết huyền kim, vương sông cũng không chịu được sự hiếu kỳ đang trào dâng trong lòng vội vàng mở miệng thăm dò vương huynh ngươi có biết những viên đá này từ đâu mà ra không kim đại thiếu không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại hắn vương sông lắc đầu làm sao hắn biết những viên đá từ đâu đến chứ nhưng mà nghe đối phương hỏi như vậy hắn lại hiểu rõ một vài chỗ lẽ nào những viên đá bên trong chứa kim loại này được tìm thấy tại nơi đó ư những viên đá này được tìm thấy tại những chiến trường xưa trong vũ trụ hoặc một số địa điểm bí mật thậm chí có một số đến từ vùng đất thần dị nguyên nhân hình thành lên khác nhau nhưng lại có một điểm giống nhau đó là khi thời gian luân chuyển chúng trở thành hình dáng những viên đá có viên chẳng có vật phẩm nào mà nếu có thì là do cơ duyên ngẫu nhiên trong nó là những thứ vô cùng thần bí có thể là linh dược cũng có thể là thần tài và còn nhiều kiểu nữa những thứ đó cũng được chúng ta xưng là đột thạch nếu đã như vậy thì làm sao phân biệt được bên trong có đồ vật hay không? Ánh mắt Vương Song lóe lên, hỏi câu hỏi mấu chốt nhất. Trong viên đá chứa bảo vật, bọn hắn không mở ra thì làm thế nào để biết nó có hay không? Lỡ như bên trong không có, chẳng phải sẽ thua tán gia bại sản luôn sao? Hỏi hay lắm. Kim đại thiếu làm vẻ mặt vô tội cười cười đáp. Cái này thì phải xét đến thủ đoạn của chính bọn họ rồi. Không có biện pháp khác đâu những viên đá này ẩn chứa năng lượng kỳ dị có thể ngăn cách tinh thần lực và nguyên khí và nếu không mở ra sẽ chẳng ai biết bên trong có thứ gì hay không trò chơi này cực ở chỗ vận may may mắn đến nói không chừng chỉ viên đá phế thải cũng sẽ có thần tài cực phẩm dù sao nơi ở của những hòn đá này thường đều là chỗ nguy hiểm những chiến binh bình thường rất khó vào được ở những nơi cực kỳ nguy hiểm ấy thường sẽ có rất nhiều bảo vật hiếm thấy khó tìm ở bên ngoài nói không chừng thứ được bọc trong những viên đá trải qua sự bào mòn bởi thời gian và không gian bởi vô số nguyên nhân và yếu tố được con người nhặt được thế nên giá trị của nó vô cùng cao càng ở nơi nguy hiểm và chỗ thần bí giá trị càng tăng đến mức không thể tin được những gì chúng ta có ở đây chỉ là những viên tìm được ở những bí cảnh nhỏ về cơ bản là những viên còn lại sau khi những người khác đã chọn xong nói đá vô tri vô dụng cũng không sai đâu không ngờ chúng nó lại được chung đỉnh thần kiểm lậu. Xem ra địa nguyên thư của chung gia đúng thật thần kỳ. PS kiểm lậu, tiếng lóng chỉ người bán không biết giá trị của đồ vật đó, người mua bán nó với giá trị thực của nó, qua đó trở nên giàu có. Kim Đại Thiếu chậm rãi nói. Khi bọn họ đang nói chuyện, chung đỉnh thần đã đưa hàng thiết huyền kim cho Tô Uyển Linh. Tô Sư muội tuy hàng thiết huyền kim chưa phải là vật liệu thần thánh gì mấy, nhưng thuộc tính của nó phù hợp với tương ứng với ngươi, dùng nó để chế tạo vũ khí cũng là ý hay. Tô Uyển Linh cười ngọt ngào, chẳng có ý từ chối. Hàng thiết huyền kim này, một khối to bằng nắm đấm cũng có giá gần 8.000 thượng phẩm nguyên thạch, đối với nàng cũng là gia tài nhỏ rồi, cũng là một vật liệu tốt để chế ra vũ khí. Hừ. Liễu vạn trọng bên cạnh hừ lạnh. Chỉ là hắn tu luyện công pháp không có địa nguyên thư đặc biệt như đối phương. Lại nhìn viên đá trước mắt, mặt hiện lên sư mê mẩn. Nhìn thấy màn này, ương song cảm thấy rất hứng thú. Hắn tiến lên một bước, tò mò nhìn một vòng những viên đá, muốn tìm điểm khác nhau nhưng nhìn cả buổi hắn chỉ thấy mù mù tịch tịch. Theo hắn thì những viên đá này rất bình thường, chẳng thấy chỗ nào kỳ bí. Vương song lại không tin như vậy. Ngẫu nhiên chọn một viên có giá bằng 10 viên thượng phẩm nguyên thạch to bằng cối xay. Nhưng khi hắn bóp nát nó thành bột lại chẳng có đồ vật nào hiện ra, Ha ha, ngươi thật sự cho rằng càng to thì bên trong sẽ có thứ gì sao? Phía bên kia nhìn thấy động tác của Vương Song, bọn Liễu vạn trọng đều cười vang lên. Mặc dù không thể ra tay trong cửa hàng nhưng chế nhạo vài câu thì có thể. Địa nguyên thư của trung gia ta, trời sinh đã dung hòa với năng lượng của đất trời, thế nên mới cảm được sự đặc biệt có trong những viên đá ấy. Ngươi giống như thằng mù vậy, đào đại một khối đá, rồi sẽ có thứ gì trong đó cho ngươi sao? Trung đỉnh thần kinh bỉ nói. Vương song chẳng để ý đến đám ồn ào đó. Hắn tiếp tục chọn một viên có giá 50 thượng phẩm nguyên thạch. Viên này chỉ to cỡ lòng bàn tay, bề ngoài trông có vẻ được hơn viên trước nhiều. Nhưng khi vương song mở ra thì phát hiện cũng là viên đá vô dụng. Vương song mở liên tiếp 3 viên, kết quả vẫn như vậy. Vương ngươi đừng cố nữa. Bên trong đá đều do kẻ mạnh trong gia tộc chọn ra, Khả năng bên trong của những viên đá này có gì thật sự rất nhỏ, ngươi đừng phí công vô ích nữa." Giọng nói của Kim Đại thiếu vang lên trong đầu Vương Song. "Muốn mua bảo vật, có thể qua bên kia. Chỗ đó toàn là thứ đồ kỳ quái, ngay cả kẻ mạnh trong gia tộc cũng không nhận ra, có lẽ đồ tốt sẽ ở chỗ đó." Kim Đại thiếu cố hết sức thuyết phục hắn đồng thời chỉ khu vực cách đó không xa, nơi có đủ loại đồ vật bị áp chế bởi tầng tầng các bùa cấm. Vương Song nhún vai bất lực nói: Đành vậy thôi. Xem ra vận may ta không tốt. Khi ngươi đến thành Tần Hoàng, có một nơi cực bằng đá ở đó. Đá của bọn họ đều đến từ khắp nơi những nơi quỷ dị trên thế giới. Sòng bạc từ những viên đá vô cùng thần kỳ. Thậm chí từng có một thần kim xuất hiện. Kim đại thiếu cười nhẹ nói. Nghe được thần kim, hai chữ này, Vương Song chấn động trong lòng, trong mắt hiện lên tia sáng, nhưng cũng không im lặng không nói gì chỉ đi theo đối phương về khu vực xa lạ kia. Khi đến gần hơn, vương song phát hiện ra đồ vật ở đây bao la vạn tượng, những tòa tháp bị hư hại như đám thực vật đang cháy. Nhưng nó tỏa ra khí tức lạnh lẽo vô cùng, kim loại bị rỉ sét và một số dòng chữ được ghi lại trên giấy làm từ gia thú. Nói chung, không có cái nào là tầm thường cả, chúng đều có đặc điểm riêng biệt. Đây là những thứ mà ngay cả những cường giả đỉnh phong trong gia tộc ngươi cũng không thể phân biệt được sao. Vương Song tò mò nhìn Kim Đại Thiếu. Đúng vậy, nguồn gốc của những thứ này rất bí ẩn. Kim gia chúng ta đã thử rất nhiều cách, tiếc là những thứ đó chẳng có phản ứng gì. Hơn nữa, chất liệu của chúng đều rất đặc biệt. Nói xong, Kim Đại Thiếu nhìn về đám thực vật như hoa lửa ấy. Ngươi thấy không? Loài thực vật đó chúng ta đặt tên là diễm băng hoa. Nhìn như lửa đang cháy, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo. Tác dụng của loài này được Kim thị nghiên cứu từ rất lâu nhưng vẫn chưa rõ manh mối. Chắc chỉ dùng để trưng bày và ngắm, chẳng có gì đặc biệt. Vương Song nhìn về phía cái cây. Quả nhiên một sự ớn lạnh truyền đến cả thân thể hắn nhưng rất yếu đến mức chỉ làm tê cống con người. Khi mới nhận được, chúng ta còn tưởng rằng cây này ẩn chứa loại khí băng nào đó. Chẳng ngờ khi chúng ta sai người đến thử, lại chẳng có gì. Sau này thì mang đến đây kim đại thiếu nói một cách bất đắc dĩ vẻ mặt vô cùng chán nản suy cho cùng khát vọng của con người là sự tò mò vật lạ đặt trước mặt mình mà lại không biết tác dụng của nó khiến hắn cảm thấy như mắt xương trong cổ họng vậy kim đại thiếu chỉ về phía tòa tháp nhỏ xanh lục còn có tòa tháp nhỏ kia được tìm thấy tại một chiến trường thượng cổ nhưng tại thời điểm đó nó đã bị vỡ thành nhiều mảnh chỉ còn lại một mảnh sau khi giám định là một loại kim loại không xác định đặc tính lớn nhất của nó là cứng cáp, ngay cả tinh chủ cũng không thể làm tổn thương đến nó. Vốn là muốn luyện nó thành vũ khí nhưng kết quả là đốt trăm năm vẫn y nguyên. Vương Song nhìn về phía nó, đó là một miếng đồng to bằng ngón tay cái, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng ngọn tháp. Được phủ lên lớp rỉ sét như nó đã trải qua bao nhiêu năm gió mưa bão táp vậy. Vương Song nhìn khối lục đồng đó, nhìn sao cũng thấy nó chỉ là một hòn đá bỏ đi hắn định dời mắt sang nơi khác thì đột nhiên sâu thẳm trong đầu hắn dẫn đến một hắc môn đang chuyển động nhẹ nếu vương sông không để ý sợ là sẽ lướt qua mất hắn ngừng lại hướng mắt đến nhìn vào khối lục đồng màu xanh đó thứ đồ này ngươi tìm thấy ở chiến trường cổ nào vương sông nhẹ giọng hỏi thấy vương sông có vẻ hứng thú kim đại thiếu nghĩ một lúc sau đó nói không chắc chắn hình như tìm thấy trong vực sâu u minh của đông tinh vực đó là vực cấm của đông tinh vực thậm chí các tinh chủ cũng không dám đi vào sâu. Thấy vương song có vẻ hứng thú với món đồ này, kim đại thiếu vung tay lên trực tiếp giải trừ cấm chế bên ngoài khối đồng, sau đó nó rơi vào tay vương song. Nếu vương ngươi hứng thú với nó như vậy, ngươi hãy nghiên cứu thử xem và nếu như ngươi muốn mua chỉ với 5.000 thượng phẩm nguyên thạch là có thể cầm nó đi. Kim đại thiếu hào sản nói. Bên cạnh là một khuôn mặt của nam tử trung niên có vẻ là quản lý ở đây đang do dự. Thiếu gia, vật kia đáng giá ba hắn chưa kịp nói hết lời đã bị kim đại thiếu hung hăng trừng mắt nhìn vương song nhẹ nhàng xoay khối đồng trong tay hắn có thể cảm nhận rõ ràng cánh cổng màu đen trong thân thể rung nhẹ theo từng chuyển động của tay dường như đang truyền cho vương song tin tức nào đó những dấu vết của khí tức trên khối đồng truyền đến tay vương song rồi chạy dọc khắp cơ thể trong thoáng chốc hắn cảm tưởng rằng đang ở trên chiến trường rộng lớn vô số những thân ảnh đáng sợ đang chiến đấu cùng nhau tinh hà rơi xuống càng không sụp đổ, vô số thế giới bị tiêu diệt, trời đất dường như đang khóc than. Tại nơi đó, một tòa tháp xanh lục như nguyên bản của thiên địa tỏa ra trấn áp khí tức từ cửu thiên thập địa, giết chết hai tên địch đang được hỗn độn thần quan bao phủ. Nhưng ngay sau đó, tòa tháp lại bị một bàn tay xuất hiện bất ngờ bao phủ lấy. Đó là một bàn tay to trắng nõn như ngọc, có vẻ làm từ cửu thiên thần ngọc, chỉ với một cái búng tay, tòa tháp đang áp chế trời phút chốc sụp đổ. Vương song lấy lại tinh thần ngay lập tức, hắn lắc lắc đầu cho tỉnh rồi nhìn khối đá trong tay, mắt hiện lên ánh thần quang. ngẩng đầu lên, vương song nhìn kim đại thiếu cất giọng nói. Thứ đồ này, ta muốn. Hắn vừa nói lại vừa suy nghĩ rồi trực tiếp lấy ra vật phẩm bản thân không sử dụng đưa cho kim đại thiếu. Giá trị của thứ bên trong giá trị không dưới 5.000 thượng phẩm nguyên thạch đâu. Kim đại thiếu không hề chần chừ lấy nó rồi cất đi, cũng chẳng tính xem là bao nhiêu nó là của ngươi. Vương song cười và cất khối đồng xanh lục. Hắn có cảm giác rằng khối đồng này là một mảnh cỡ thuộc pháp khí siêu cấp. Chỉ là nơi này người đông phức tạp, ở lại đây nghiên cứu không thích hợp. Đợi đến lúc hết người, hắn có thể từ từ nghiên cứu. Vương Song đang nghe truyện trên TV Audio CV tiếp tục đi theo đối phương xem những vật phẩm khác, có hòn đá đen nhánh, cây đèn cũ kỹ, trường thương gãy đoạn. Vương Song đều tìm hiểu kỹ về những vật phẩm này, nhưng cơ thể hắn không có chút thay đổi nào. Vương Song lắc đầu nuối tiếc. Xem ra những thứ đồ này chỉ làm từ vật liệu đặc chế, bản thân nó cũng chẳng phải là bảo vật gì. Lại đi thêm vài vòng nữa, hắn định rời đi nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói. "Tiểu tử, hãy mua lại giấy da thú này đi." Vương Song dừng lại rồi lại khôi phục lại vẻ bình thường, nhìn khổ giấy trước mắt. Chẳng biết là vật liệu gì bên trên khắc loại ký tự khó hiểu, lại còn có thứ giống như hoa văn. Vương song chỉ vào nó, bình tĩnh hỏi. Kim đại thiếu, cái này giá bao nhiêu? Lần này, chẳng cần đợi hắn mở miệng, một nam tử trung niên lên tiếng trước. Mười nghìn thượng phẩm nguyên thạch. Cúc, chỗ này là nơi ngươi được nói sao? Kim đại thiếu sắc mặt lạnh đi, đuổi người kia đi chỗ khác. Nam tử đó lắc lắc đầu, mặt hiện lên sự bất lực rời đi hắn vừa đi vừa lẩm bẩm. Phá gia chi tử, đúng là phá gia chi tử. Bán 30.000 bảo vật chỉ với giá 5.000. Vật phẩm trị giá 10.000 ngươi lại còn định bán với giá thấp. Kim Đại Thiếu cười nói. Ha ha, hạ nhân không hiểu chuyện, vương ngươi không cần để ý, nếu ngươi muốn nó đến như vậy, chỉ cần đưa 3.000 thượng phẩm nguyên thạch là được. 3.000 thượng phẩm nguyên thạch, đây chính là chút gia sản cuối cùng của ta rồi. Vương song cười khổ một tiếng, đóng gói vật phẩm còn lại trong trữ vật giới chỉ trực tiếp đưa cho đối phương, mặc dù hắn không tính toán giá trị nhiều ít, nhưng tuyệt đối vượt qua 3.000. Kim Đại Thiếu cười hì hì tiếp nhận trữ vật giới chỉ trong tay Vương Song, mà Vương Song cũng toại nguyện thu hoạch được tấm giấy gia thú kia. Bây giờ hắn một nghèo hai trắng, Vương Song cũng không tiếp tục đi dạo nữa, chuẩn bị rời đi, Kim Đại Thiếu vẫn tự mình tiễn Vương Song ra ngoài, nhìn thấy Vương Song rời đi, đám người liễu vạn trọng đều đang chọn một số đồ vật, rời đi. Ha ha, đám ngu xuẩn này, thật sự cho rằng mình là đối thủ của vương song sao. Nhìn thấy một màn, trong mắt kim đại thiếu lóe lên một vòng kinh thường, công pháp kim thị nhất tộc tu hành, có lẽ lực công kích không phải quá mạnh, nhưng lại có một tác dụng thần kỳ là có thể dò xét tiềm lực của một người, đối phương tiềm lực càng lớn, như vậy trong mắt bọn hắn tựa như là một vật sáng. Nếu như liễu vạn trọng trong mắt hắn là một phần minh nguyệt, như vậy vương song cũng một vòng mặt trời gay gắt mặt trời gay gắt giữa trời trăng sao ẩn nấp vương sông trong mắt hắn cũng là một siêu cấp thái dương quan mang sáng chói hắn chỉ cảm nhận được trên người một người đó chính thiên kiêu số một của thạch gia trước đó hắn đã gặp qua thạch tuyệt nhưng mà các ngươi không động thủ trong cửa hàng kim thị của ta thì không liên quan gì đến ta cả chịu chút thiệt thòi đối với các ngươi mà nói cũng là chuyện tốt miễn cho rằng minh vô địch trong trấn yêu cho rằng bối phận mình là đỉnh phong của đại tần đế quốc đổi thành mạc gia cùng bạch gia hai tên biến thái kia còn tạm được. Kim đại thiếu tự lẩm bẩm, lập tức không quan tâm nữa, dù sao mục đích hôm nay hắn đã đạt được. Vương song cùng dương mạc đi cùng một chỗ, bọn họ không lựa chọn thành chủ phủ, mà lựa chọn đi đến nơi xa, sau lưng, liễu vạn trọng cùng chung đỉnh thần cùng tô uyển linh đều không nhanh không chậm rãi theo sau lưng. Sư huynh Dương mạc nháy mắt phát giác được ba người sau lưng, đối phương cũng không che giấu bóng dáng của mình, hoàn toàn quang minh chính đại đi theo. Khóe miệng vương song nhất lên một vòng mỉa mai, xem ra hành vi trước đó của mình đã khiến không ít người ngấp nghé, đều muốn xem mình làm hòn đá kê chân, thế nhưng lại không biết bọn họ có tư cách bước qua hay không. Vương song ra hiệu dương mặt không cần để ý, tiếp tục đi đến phía trước, dương mặt thấy thế, không nói gì nữa, hai người một đường tiến lên, theo đường phố rộng rãi tiến lên, càng hướng phía trước, bọn họ có thể nhìn thấy nhiều người hơn, cảm giác náo nhiệt truyền đến, khiến vương song nhướng mày, hắn nhìn chung quanh. Thấp giọng nói một câu với dương mạc, lập tức thân ảnh hai người ẩn nấp trong con đường nhỏ. Sau lưng ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đuổi theo. Vương song, dương mạc dọc theo đường nhỏ bảy lần quạt tám lần rẽ, tiến lên chỗ hẻo lánh nhất của đạo nhất chung quanh chỉ có một phòng ốc cũ nát, có vẻ rất lâu rồi chưa được tu sửa. Trên bãi đất trống, vương song quay đầu lại, cười nhạt nhìn ba người theo tới. Sau một nén nhang, Vương Song cùng dương mặt khóe miệng mang theo một vòng ý cười rời đi, thân ảnh liễu vạn trọng, chung đỉnh thần phía sau có chút rách rưới tả tơi, chỉ có tô biển linh thoạt nhìn không sao nhưng mà nàng cảm vẫn cảm nhận được độ ấm của bàn tay trên mặt mình. Nghĩ đến trước đó đôi tay của Vương Song trực tiếp sờ trên gương mặt mình, sắc mặt đỏ bừng. Vương Song Liễu vạn trọng thấp tiếng trống giận, trong giọng nói tràn đầy vẻ phẫn nộ, vốn dĩ bọn họ cho rằng dù không thể chiến thắng Vương Song, nhưng cũng có thể rơi thế bất phân thắng bại, kết quả vương song tung ra 10 chiêu bọn họ không đỡ được chiêu này. Kết quả này khiến cho bọn họ tâm cao khí ngạo không thể tiếp nhận được, từ nhỏ đã là thiên tài, trên đầu mang theo vần sáng của thiên kiêu, thế nhưng lần này thảm bại, khiến bọn họ hoàn toàn nhận thức được khoảng cách của mình với thiên tài đứng đầu, không thể tưởng tượng nổi. Càng làm cho bọn họ tức hộp máu là vừa rồi vương song còn kinh bạc tô uyển linh, bọn họ vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn, đối với một nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện như sấm đánh. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Liễu vạn trọng gầm nhẹ một tiếng, có chút tức hỗn hển mở miệng. Chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của người ta, ngươi còn muốn trả thù. Trung đỉnh thần bên cạnh lạnh lùng mở miệng, gia tộc mình vẫn luôn kiêu ngạo về phòng ngự trí cường của địa nguyên thư, thế nhưng trước mặt vương song cũng chỉ như một trang giấy, kiếm quan sát bén đến cực hạn dường như có thể trảm phá cửu trọng thiên chẳng lẽ ngươi muốn mời một vị tinh chủ đối phương là thiên kiêu của tây tinh vực thuộc về thế hệ trẻ tuổi nếu dựa vào tinh chủ đánh giết đối phương sợ rằng sẽ dẫn tới chỉ trích trưởng bối liễu gia các ngươi đoán chừng cũng không đồng ý hừ ta cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế nghe nói hai người này có quan hệ với tần thành chủ nếu mời tinh chủ rất có thể sẽ chọc giận đối phương nhưng mà chúng ta không phải là đối thủ của hắn vậy để những thiên kiêu cấp bậc bán bộ tinh chủ trong gia tộc xuất thủ bọn họ nhiều năm tu hành trong tứ đại đạo viện. Một thân chiến lực dù cho so với tinh chủ phổ thông cũng không kém bao nhiêu, tất cả mọi người cùng thế hệ, ta cũng không tin bọn họ còn có thể chống đỡ được. Liễu vạn trọng lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt chung đỉnh thần sáng lên. Ý kiến hay, chung gia chúng ta cũng có thiên kiêu cấp bậc bán bộ tinh chủ cũng có thể xuất thủ, bọn họ hắn là sẽ có hứng thú với gia hỏa đánh bại vũ mục đó. Một bên, Tô Uyển Linh tinh thần hơi hoảng hốt, trong đầu không ngừng nhớ tới một màn trước đó, hai người nói chuyện với nhau cũng không chú ý, mãi cho đến khi bọn họ gọi mình nhiều lần, Tô Uyển Linh mới phản ứng được, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hai người, Tô Uyển Linh nhanh chóng tập trung ý chí, lắc đầu, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Thấy thế, sắc mặt Liễu Vạn Trọng cùng Chung Đỉnh Thần đều trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng càng thêm phẫn nộ với Vương Song muôn dùng ngàn đao bầm thay Vương Song. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng cũ nát truyền đến một thanh âm cổ lão, giống như đến từ cửu thiên chi ngoại, mênh mông mà lại uyên bác. Ha ha, tiểu gia hỏa thú vị, nhưng mà vì sao ta phát giác được một loại khí tức kỳ quái trên người hắn chứ, có chuyện gì vậy? Thanh âm này dường như có chút nghi hoặc, còn ẩn chứa có một tia ngạc nhiên, dường như thế gian này gần như không có chuyện gì có thể làm hắn ngạc nhiên. Vương song cùng Dương Mạc không tiếp tục đi dạo nữa, trở về thành chủ phủ, Vương song đóng cửa phòng, lấy khối lục đồng ra, đồng thời đưa giấy gia thú vào trong vạn giới châu. Đây là tiểu không mở miệng, mặc dù hắn không biết có tác dụng gì, lúc đó hắn hiểu được đồ có thể được tiểu không coi trọng, hẳn là sẽ có điểm đặc thù. Nhưng mà bây giờ mình vội vàng nghiên cứu lục đồng khối, ngược lại không chú ý đến tấm giấy gia thú kia. Khối lục đồng bị ma sát trong tay vương, đôi tay vương song không hề cảm nhận được sự thô ráp nào, giống như sờ một khối ngọc thạch tốt nhất, dường như ở giữa, có thể cảm nhận được sự dao động của khối ngọc thạch này. Cuối cùng là làm bằng vật liệu gì? Vương Song hơi nghi hoặc một chút, hắn có thể cảm nhận được khối lục đồng này bất phàm, nhưng lại không thể nhận ra chất liệu của nó. Phục, một tiếng, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một ngọn hỏa diễm, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, đủ để hóa sắt thép thành sắt lỏng nhưng mà, đối với hỏa diễm nung khô, khối lục đồng này lại không hề biến hóa. Mất một ngày nhìn thấy khối lục đồng này không chút thay đổi, Vương Song bất đắc dĩ thu hồi hỏa diễm. Vốn dĩ trong lòng hắn còn có một số dự định, nếu như khối lục đồng này thật sự là một khối vụn tuyệt thế thần binh nào đó, có lẽ mình có thể đúc nó lại, dung nhập luyện chế nó trong binh khí của mình, nhưng bây giờ xem ra, không có hy vọng gì rồi. Nghiên cứu một ngày, vương song thu hồi khối lục đồng trong tay, để vào trong vạn giới châu nhưng mà sâu trong đầu hắn, hắc môn dường như phát giác được cái gì, một cổ lực lượng thôn vệ kinh khủng truyền đến, khối lục đồng vèo một tiếng bay về phía hắc môn hắc môn thôn vệ khối lục đồng nhưng mà lần này vương song lại có thể nhìn thấy khối lục đồng phập phồng phập phồng trong hắc môn bị từng đạo từng đạo năng lượng màu đen bao phủ toàn bộ khối lục đồng đều đang phát sáng từng đạo từng đạo thanh âm tế tự cổ lão truyền đến dường như cách thời không vô hạn xa xôi lục sắc thần hoa bộc phát ra uy lực kinh khủng dù cho hắc ám môn hộ cũng hơi hơi rung động nhưng mà sau một khắc hắc môn vậy mà dọc theo một thông đạo biến mình cùng tam thế thân thành hạt giống tương liên phát giác được động tác của Hắc Môn Tam Thế Thân của Vương Song Dường như nổi giận muốn tiến hành phản kích sắc bén, thế nhưng sau một khắc nó dường như phát giác được cái gì vậy mà chủ động phóng thích lực lượng của mình theo thông đạo truyền tống về phía Hắc Môn Hắc Môn đạt được sự ủng hộ lực lượng tăng vọt từng đạo từng đạo hắc sắc thần quan bao phủ khối lục đồng các gao giam ở trong đó Vương Song quan sát một hồi phát hiện phía trên khối lục đồng lục sắc mắt thường không phát hiện được biến mất mà Hắc Môn dường như càng thêm cường đại. Đây là, chẳng lẽ Hắc Môn muốn thôn phệ khối lục đồng này sao? Vương Song tự lẩm bẩm, nhưng mà nhìn thấy tốc độ thôn phệ của Hắc Môn, muốn hoàn toàn thôn phệ, đoán chừng chí ít cũng phải mất 100 năm. Vương tiểu tử, ngươi phát tài rồi. Lúc này, Tiểu Không trong vạn giới Châu hưng phấn nói, giờ lực chú ý của Vương Song. Tinh thần lực của Vương Song hóa thành bộ dáng của mình, tiến vào trong vạn giới Châu. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Không cùng Tiểu Thất, lúc này, bọn họ đều có chút kích động nhìn tấm da thú trước mắt. Làm sao? Vương Song nghi ngờ dò hỏi, hắn vẫn rất ít khi nhìn thấy hai người kích động như vậy. Ha ha, ngươi cái tên này, thật không biết trúng vận cứt chó gì, ngươi biết đây là cái gì không? Tiểu Không ngẩng đầu, nhìn Vương Song, chỉ tấm da thú giấy trước mặt bọn họ mà cười ha hả. Thế nào, đây là một bảo vật sao? Vương Song nhướng mày, cho dù là bảo vật, nhưng bảo vật tốt mà bọn hắn gặp qua nhiều như vậy, sao lại kích động như vậy chứ? Ha ha, đây cũng không phải là bảo vật, mà chính là công cụ tìm kiếm bảo vật. Tiểu Không nhếch miệng cười, vung tay lên, trước mặt tấm giấy da thú trong nháy mắt dựng đứng lên, trên đó chữ viết ly kỳ cổ quái đã hoàn toàn thay đổi, biến thành ký tự mà Vương Song xem không hiểu. Đây là Chu Thiên thần thuật, chính là thần thuật mà một vị tuyệt thế tồn tại sáng tạo ra, trận pháp, mệnh số, phong thủy, đều ở trong chu thiên chu thiên nhất chuyển chỉ cần là người chu thiên tam chuyển sâu trong u minh chu thiên lục chuyển có thể định càng khôn chu thiên cửu chuyển vạn vật tùy tâm đơn giản mà nói môn thần thuật này mặc kệ là bói toán hay là tính toán vận mệnh hoặc là bố trận xem phong thủy đều là một môn đỉnh cấp thần thông vẻ mặt tiểu không thành thật mở miệng thần côn vương song nghe vậy thốt ra nhưng trong nháy mắt mở miệng hắn biết mình nói sai quả nhiên tiểu không cùng tiểu thất sắc mặt trở nên vô cùng khó coi xú tiểu tử ngươi biết đây là cái gì sao chu thiên thần thuật tính toán tường tận vũ trụ càng khôn cho dù ngươi có thể lĩnh ngộ một phần trong đó đủ để ngươi ngang dọc trong cảnh giới tinh chủ ngươi còn dám xem thường tiểu không nghiêm túc mở miệng dường như đối với môn thần thuật này vô cùng tôn sùng từng có người từng chiếm được môn thần thuật này dựa vào thiên thời địa lợi, bố trí cửu long tỏa thiên trận, luyện hóa ba tên tôn giả cao thủ. Hình thần đều diệt. Người khai sáng môn thần thuật này là sự tồn tại trí cường giữa vũ trụ, chu thiên thần thuật thậm chí có thể thôi toán quá khứ cùng tương lai, nghịch thiên cải mệnh, xuyên tạc nhân quả. Nghe vậy, vương song giật mình. Thôi toán quá khứ vị lai, nghịch thiên cải mệnh, người sáng tạo môn thần thuật này là ai? Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi lực lượng một cá nhân có thể đạt tới trình độ như vậy thôi toán quá khứ cùng tương lai bởi vậy đối phương chẳng phải là vô địch sao chuyện trực tiếp thôi toán tương lai có thể tạo thành uy mình tiên thiên đứng ở thế bất bại không đúng làm sao ngươi biết bỗng nhiên vương song kịp phản ứng tiểu không làm sao biết là ai khai sáng môn thần thuật này đúng vậy làm sao ta biết chứ nghe vậy trong mắt tiểu không lóe lên một vòng nghi hoặc tự nói ta cũng không biết lúc nhìn thấy tấm giấy da thú này, rất nhiều tin tức tự nhiên xuất hiện trong đầu. hình như ta đã từng nhớ kỹ nhưng mà chỉ là quên mà thôi. trong mắt tiểu không dường như có vẻ mờ mịt, những tin tức này xuất hiện tại trong đầu nó dường như đã từng nhớ kỹ. tiểu thất bên cạnh dùng ánh mắt kinh dị nhìn tiểu không, suy tư một chút, chậm rãi mở miệng. loại tình hình này, có lẽ chỉ có một khả năng, đó chính là trí nhớ trước kia của ngươi đã bị xóa. trí nhớ của ta bị xóa đi sao? Tiểu Không kinh ngạc tự nói: Mặc dù ta không biết phẩm cấp của ngươi, nhưng ta suy đoán, vạn giới châu chí ít đều là một thần binh bán thánh nếu không, không thể câu thông uy năng chư thiên." Tiểu Thất nói nói: Có thể xóa trí nhớ của một kiện bán thánh chi binh, thủ đoạn như vậy, trừ phi là thánh giả trong truyền thuyết xuất thủ. Thánh giả? Nghe vậy, ngay cả Vương Song cũng giật mình, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tiểu Không. Một vị thánh giả trong truyền thuyết xuất thủ? xóa trí nhớ của tiểu không trong trí nhớ của tiểu không rốt cuộc ẩn giấu cái gì không biết ta không có chút ấn tượng nào cả tiểu không lắc đầu có chút bất đắc dĩ mở miệng tâm hắn rất lớn rất nhanh đã không hề để tâm tới nữa nhìn vương song, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép mở miệng nếu để người ta biết môn thần thuật này rơi vào tay của ngươi cho dù là tông giả tầng 9 năm này cũng sẽ ra tay với ngươi vương song giật mình tiến lên một bước Nhìn văn tự trên tấm giấy da thú trước mắt, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Đây là thượng cổ thần văn, bây giờ hẳn là không có bao nhiêu người có thể nhận ra. Tiểu Không nhìn ánh mắt mơ màng của Vương Song, dường như hiểu được cái gì chậm rãi mở miệng giải thích. Nói xong, Tiểu Không nói cho Vương Song những tin tức liên quan tới thượng cổ thần văn, từng đạo từng đạo tin tức kim sắc như dòng nước lũ chảy vào trong đầu Vương Song, Vương Song cảm thấy mình đi vào thượng cổ kỷ nguyên, thiên địa một mảnh hoang vu. Vô số thần văn xen lẫn trong đầu Vương Song, mặc dù Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy thần văn này, nhưng không biết vì sao cảm nhận được những thần dị văn tự này, hắn giống như đã quen biết thật lâu trước đó, trong đó mỗi một văn tự hắn vậy mà đều biết rõ ràng ý tứ, thậm chí miệng hắn không tự giác mở ra, phát ra âm điệu vô cùng tối nghĩa. "Cái này, ngươi vậy mà lại thốt ra cổ thần ngữ sao?" Nghe được thanh âm của Vương Song, Tiểu Không giật mình mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng thật không thể tin ta không dạy ngươi thượng cổ thần ngữ mà. Tiểu thất cũng giật mình nhìn vương song, nó nhìn tiểu không, lập tức lại đưa ánh mắt về phía vương song, cuối cùng trong miệng phun ra một câu. Các ngươi đều là quái vật. Nói xong, trong lòng tiểu thất cũng phiền muộn đến cực hạn, bản thân hắn là thiên tài tuyệt thế của long trùng nhất tộc, có hy vọng trùng kích tôn giả cảnh giới tinh chủ, sau khi thất bại gặp được hai người này vậy mà một người sau một người đều là đồ biến thái, một khí linh đẳng cấp chí ít cũng là bán thánh thần binh một người nó hoài nghi là siêu cấp cường giả chuyển thế. So sánh với hai người này, thân phận thiêu kiêu yêu tộc lại là bình thường nhất. Ta cũng không biết, không biết vì sao, ta nhìn những thần văn này, vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Vương song nhướng mày, có chút cổ quái mở miệng. Quen thuộc. Xem ra ngươi thật hẳn là một đại nhân vật chuyển thế rồi, nếu không, không thể thốt ra cổ thần ngữ được, chật chật, chẳng lẽ ngươi là đại năng của thượng cổ thời đại, còn là một vị thánh giả trong truyền thuyết. Tiểu thất bên cạnh ngữ khí có chút chua chua mở miệng. Nhưng mà trên này ghi chu thiên thần thuật chưa hoàn chỉnh, có một phần bị tàn phá, ta cảm thấy phía trên chỗ ghi chép hẳn là chỉ có một phần năm chu thiên thần thuật ban đầu. Vương song nhướng mày, truyền đạt được tin tức mình nhận được nói cho tiểu thất cùng tiểu không. Một phần năm, đối với ngươi mà nói đã đủ rồi. Nghe vậy, tiểu không chậm rãi mở miệng, lập tức hỏi vương song môn thần thuật này rốt cuộc có điểm nào thần kỳ mặc dù nó biết môn thần thông này nhưng nó quả thực chỉ có chút trí nhớ này quy lực chân chính cùng công hiệu kỳ thực cũng không quá rõ ràng quá ít chỉ có thể đơn giản tính toán thôi hoặc là tiến hành thăm dò sơn xuyên đại địa mà thôi trận pháp cơ bản là không có a à, lại còn có một môn đồng thuật vương song dường như phát hiện cái gì trong giọng nói hơi kinh ngạc đây là thiên nhãn chi thuật cái gì Thiên nhãn chi thuật, lại có thần thuật như thế sao? Ha ha, tiểu tử ngươi vận khí quá tốt rồi. Nghe vậy, tiểu Không giật mình, lập tức cuồng hỉ nói. Vương Song cùng tiểu thất đều không hiểu nhìn tiểu Không, không hiểu vì sao nó lại hưng phấn như vậy. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thiên nhãn chi thuật, là toàn bộ căn cơ của Chu Thiên thần thuật, luyện thành một đôi thiên nhãn, mới có thể nhìn thấy một số thú mà võ giả phổ thông không nhìn thấy được. Ta nhớ kỹ đã từng có người thành công tu luyện môn thần thông này, liếc một chút là có thể nhìn thấu quá khứ vị lai. Like. Vương tiểu tử, ngươi còn nhớ không, trước đó ngươi ở cửa hàng Kim Nguyên mua những thạch liệu kia, từ mặt ngoài căn bản không thể nhìn thấu, nhưng nếu như ngươi có thể tu thành Thiên nhãn, có niềm tin chắc chắn có thể xuyên thấu qua vỏ đá nhìn thấy đồ vật bên trong. Bởi vậy, phàm là người tu luyện Chu Thiên thần thuật từ xưa tới nay không thiếu tư nguyên tu hành, thiên nhãn của bọn họ đủ để tìm thấy vô số bảo vật. Nghe vậy, tinh quang trong mắt vương song đại phóng, giống như một tiểu thái dương bạo phát, còn lại đều là hư huyễn, nhưng có thể nhìn thấu thạch đầu trong cửa hàng kim nguyên, đây tuyệt đối là một vụ hoặc thiên đại. Sau đó, không cần tiểu không cùng tiểu thất nói cái gì, vương song đắm chìm trong thiên nhãn mà tu hành, lúc hắn ở địa cầu thân thể đã có căn cơ về nhãn thuật, mặc dù bây giờ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng vương song dựa theo phương thức tu hành thiên nhãn chi thuật mà tiến hành tu luyện hắn cảm giác được một ít năng lượng yếu ớt hội tụ trong đồng tử mình. Hai tay Vương Song chậm rãi kết xuất từng đạo từng đạo ấn ký, trong miệng đọc lấy một số thần ngữ phức tạp, thiên nhãn chi thuật, cần phải phối hợp với cổ ấn cùng chú ngữ mới có thể tu hành. Theo hắn vận công, kim sắc trong đan điền, nguyên lực như lưu ly dâng lên chút năng lượng càng thêm tinh thuần. Mà trong nguyên thần của hắn cũng dâng lên một ít nguyên thần chi lực, cả hai lúc lên lúc xuống, như hai nhánh sông tụ tập ở giữa. Nguyên thần chi lực cùng tinh thần lực quấn quít lấy nhau, hình thành một năng lượng hỗn độn sắc chảy vào sâu trong mắt vương song. Nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện trong con mắt vương song dường như có vô số kỳ quái, phong lâm hỏa sơn, long tượng hổ báo, núi non sông suối, người bình thường nương theo những thứ kỳ quái xuất hiện, sâu trong con ngươi hắn dường như có một nhãn cầu hư huyễn xuất hiện, giống như vô số quy tắc cuốn quít lấy nhau. Đây chính là thiên nhãn. đương nhiên, chỉ vừa mới khai mở. Thiên nhãn của Vương Song cũng không ổn định, Vương Song tâm niệm nhất động, trong mắt hư ảnh tiêu tán, chờ đến hắn cần đương nhiên có thể dùng. Không nghĩ tới ta tu hành môn thần thông này lại thuận lợi như thế. Trên mặt Vương Song hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng môn thần thông này khó tu hành cơ nào, thế nhưng vào tay hắn mới phát hiện, môn thần thông này vậy mà vô cùng phù hợp với mình. Nhưng mà, muốn chân chính tu hành môn nhãn thuật này, lại cần hấp thu chu thiên tử khí nhãn thuật mới có thể tiếp tục tăng lên. Vương song nhướng mày, ra khỏi phòng, vương song nhìn về phía nơi xa, bây giờ là chạng vạn tối, từng viên thần tinh tô điểm trên trời đêm, tản ra tia sáng sáng ngời. Vương song thân ảnh nhất động, thân ảnh xuất hiện trên đình nghỉ mát, lặng lặng nhìn bầu trời đêm, trong đầu suy nghĩ, hắn nghĩ rất nhiều, nghĩ đến người nhà trên địa cầu, cũng nghĩ đến chu càng sư tôn, còn có tình hình hiện tại của thanh nguyên tông. Một đêm này, vương song nhìn bầu trời đầy sao, nghĩ đến rất nhiều chuyện, một đêm này không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thứ hai, vương song nhìn thấy chân trời, từng phiến hồng sắc chậm rãi xuất hiện, hắn mừng rỡ, chậm rãi vận chuyển thần thông, trong mắt hắn xuất hiện hai đạo hư ảnh, tựa như thần linh chi đồng tử, vô cùng hư huyễn. Phía chân trời hào quang màu đỏ dần dần mở rộng, một vòng thái dương cực đại dường như mọc lên từ mặt biển, trong nháy mắt chiếu xạ vạn đạo quang mang một chút tử sắc khí thể vô cùng rất nhỏ cào thời khắc này truyền vào trong thân thể vương song bị ánh mắt hắn hấp thu chu thiên tử khí là luồng khí đầu tiên trong một ngày khoảnh khắc thái dương vừa dâng lên lại là thái sơ chi khí đây là một loại năng lượng cực kỳ huyền bí trừ phi một số công pháp đặc thù mới có thể hấp thu võ giả phổ thông muốn hấp thu loại khí thể này có thể nói là khó càng thêm khó vương song vận chuyển thiên nhãn một chút chu thiên tử khí yếu ớt tiến vào kết hợp với yếu ớt Khiến thiên nhãn của hắn càng thêm vững chắc, không hề hư huyễn như trước, tựa như lúc nào cũng có thể phiêu tán. Nhưng mà Vương Song hấp thu Chu Thiên tử khí chỉ có phẩm chất chưa đến một sợi tóc, ít đến đáng thương, chờ đến khi mặt trời mọc, Chu Thiên tử khí dần dần biến mất. Vương Song nhìn về nơi xa, hai vòng thần linh đồng tử giống như nhìn thấy bản chất của thế giới này, trong mắt hắn, thế giới này được tạo thành từ những đường cong màu sắc sặc sỡ, mỗi một đường cong đều giống như chân lý, quy tắc, dù cho cường hãn như hắn Nhìn thấy những đường công này trong nháy mắt cũng không tự chủ được mà dâng lên một chút kính sợ. Những đường công này dường như giống hệt ngọn nguồn chi địa mà ngày ấy ta nhìn thấy. Vương Song chấn động, hắn đột nhiên hiểu rõ những thứ này là gì. Quy tắc cùng trật tự, đây chính là bản chất cấu thành thế giới này, chỉ có bước vào tinh chủ cảnh giới mới có thể cảm nhận được pháp tắc. Có lẽ trong mắt tinh chủ, vũ trụ này được cấu thành từ vô số pháp tắc mà chiến đấu giữa tinh chủ cũng nhìn trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của hai bên, mượn nhờ pháp tắc lực lượng. Vương Song nhìn lại, trong đường công đủ mọi màu sắc, đường công kim sắc tràn ngập một loại khí tức sắc bén cùng cực, có một loại chí cương chí cường chi khí, có lẽ là pháp tắc thuộc tính kim, trên đường công hồng sắc tràn đầy dao động mang tính hủy diệt, cực nóng, dường như có thể đốt cháy vạn vật, đây là pháp tắc thuộc tính hỏa, lục sắc. Tràn ngập sinh cơ là pháp tắc thuộc tính một, giấy thổ hoàng tràn ngập một cổ cẩn trọng, cảm giác tan thương ngoại trừ thuộc tính địa, còn có thuộc tính quang minh, thuộc tính hắc ám, thuộc tính phong, thuộc tính lôi, thuộc tính thủy. Đủ loại pháp tắc đang xen kẽ, giống như là một bức đại đạo thần quyển. Vương song tập trung tinh thần, loại pháp tắc, bình thường chỉ có tinh chủ mới có thể nhìn thấy, mình có thể ở hóa thần cảnh giới nhìn thấy những pháp tắc này, sau khi hắn đột phá đến tinh chủ cảnh giới, có sự giúp đỡ to lớn. Nhưng mà không đến ba tức, Vương Song cũng cảm giác được con mắt mình truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, không khỏi giật mình, sau đó cảm giác nóng bỏng đau đớn này mới chậm rãi biến mất. Xem ra thiên nhãn còn cần cường hóa, thời gian kiên trì quá ngắn. Vương Song lắc đầu, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên thần sắc nhất động, nơi xa, tầng chính nam chậm rãi đi về bên này. Tầng tiền bối. Vương Song rơi xuống đình nghỉ mát, cung kính mở miệng. Ta nghe nói người giáo huấn hai tên gia hỏa của liễu gia, trung gia. Tần Chính Nam một thân tử y, cười nhẹ ngồi trên bệ đá trong lương đình, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Bọn họ tự tìm, không trách ta được." Vương Song cười nhạt một tiếng, không để ý, hắn biết thân phận đối phương, bởi vậy cũng không ra tay độc ác, nếu không, bọn họ căn bản không còn mạng. "Thế nào, chẳng lẽ bọn họ tìm tới chỗ tiền bối sao?" Vương Song kinh ngạc mở miệng. "Ha ha, bọn họ tự tìm phiền toái bị người ta đánh thua." nào có lá gan dám đến tìm ta." Tần Chính Nam cười một tiếng, nhưng nghĩ một hồi, vẫn nhắc nhở Vương Song. Mặc dù bọn họ không sợ, nhưng Liễu gia cùng Chung gia đều là đại gia tộc ở trấn Yêu Thành, bọn họ cũng có tộc nhân ở Tứ Đại Đạo quán, mặc dù đa số đều ở Đại Diễn Đạo quán, nhưng sau khi ngươi tiến vào Tứ Tượng Đạo quán, hẳn là cũng có cơ hội đụng phải bọn họ. Đến lúc đó, những thiên tài của hai đại gia tộc có thể sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ đầu sợ đuôi cũng không phải phong cách của ta. Vương song vô tình mở miệng. Bây giờ hắn cũng là hóa thần trung kỳ, nhưng một thân chiến lực đã vượt qua bán bộ tinh chủ, đến gần vô hạn tinh chủ, hắn tin tưởng, chờ đến bản thân chân chính bước vào hóa thần đỉnh phong cho dù tinh chủ xuất thủ, bản thân cũng đủ để đánh cùng một trận. Ha ha, khí phách lắm, người trẻ tuổi nên có loại khí thế này. Nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng, hai nhà liễu, chung cũng không dám phá hư quy củ, đại tần đế quốc có quy củ của đế quốc, nếu bọn họ dám sử dụng cường giả thế hệ trước lấy thế đè người, hoàng thất nhất tộc ta cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Tần Chính Nam cười, rất hài lòng với Vương Song. "Tiền bối, chuyện của ngài đã xử lý hoàn tất chưa?" Vương Song nói chuyện với đối phương một hồi, hắn có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. "Đã xử lý xong." Tần Chính Nam chậm rãi mở miệng, lập tức nhìn Vương Song hôm nay xuất phát, Tần hoàn thành, tứ tượng đạo quán ta đã liên hệ xong, đến lúc đó ngươi cùng đệ tử Tần gia ta cùng một chỗ. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, tiếp đó, Vương Song gọi Dương mặt tới, hai người đơn giản thu thập một chút, theo chân Tần Chính Nam rời đi. Đây là lần đầu tiên Vương Song cùng một vị tôn giả ngao du trong hư không, xung quanh thân thể Tần Chính Nam bao phủ một tầng thần quan sáng chói, trong hư không này giống như một mặt trời, vô số hư không phong bạo cắt chém trên thân thể hắn giống như gió nhẹ quét qua, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Thỉnh thoảng, bọn họ còn có thể nhìn thấy vết nứt hắc ám khủng bố, thiểm điện đỏ tươi, sương vụ màu xám, trong hư không, dường như có vô số nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà trước mặt tầng chính nam, những dị tượng này còn chưa tiếp cận đã sụp đổ, căn bản không thể tạo thành thương tổn với tôn giả. Đây chính là tôn giả cường đại đó, quả nhiên, hoành độ hư không như tản bộ trong hoa viên nhà mình, không hổ là cường giả hạng nhất giữa vũ trụ hạo hãn. Trong lòng vương song hơi xúc động, mặc dù cảnh giới tinh chủ cũng có thể hoành độ hư không, nhưng lại phải cẩn thận từng ly từng tí, còn cần phải mượn một số pháp bảo, nào giống như tầng chính nam như vậy, không gì kiên kỵ, một cái dậm chân là không biết bao nhiêu vạn lý. Các ngươi thông qua tinh vực truyền tống trận tới. Vừa đi đường, tầng chính nam có chút hiếu kỳ hỏi thăm vương song cùng dương mạc bên cạnh, sự nghi ngờ này hắn vẫn luôn có, thậm chí còn tìm tới nơi trước đó đám người Vương Song truyền tống tới, kết quả phát hiện truyền tống trận đó đã hoàn toàn sụp đổ, ngay cả hắn cũng không thể chữa trị. Không sai, nhưng mà truyền tống trận này đã gần như sụp đổ, ta đoán chừng cũng không thể chèo chống truyền tống. Vương Song đáp. Quả nhiên. Tần Chính Nam âm thầm kêu lên, xem ra truyền tống trận này hẳn là thượng cổ lưu truyền tới nay, thời gian trôi qua cũng dần dần sụp đổ truyền tống hai người vương xong dương mạc xong cũng không còn cách nào chèo chống trong lòng hắn ngược lại có chút đáng tiếc truyền tống trận là đại hình chiến lược tư nguyên nếu bị bọn họ đạt được có đôi khi so với tác dụng một vị tôn giả còn mạnh hơn một đường không nói chuyện vương sông đoán chừng trong hư không tiến lên khoảng ba canh giờ tầng chính nam vương tay ra ở phía trước tùy ý vạch một cái thân ảnh mãnh liệt từ trong khe bay ra hai mắt tỏa sáng vương sông cùng dương mạc nhìn về phía trước nhất thời cùng nhau hít vào một nguồn khí lạnh. Trước mắt bọn họ là một tòa đại thành trì vô pháp tưởng tượng, cao trăm trượng, nhưng dài rộng không biết bao xa, bọn họ từ xa nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cả tòa thành trì được chế tạo từ một loại kim loại nào đó không biết tên, trên tường có dấu vết của đao thương kiếm kích, còn có vết máu màu đỏ sậm bên trên, dường như trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu. Trên thành trì, từng binh sĩ khoác khải giáp đứng ở trên tường thành, một bước một trạm canh gác khí thế tương liên, cách một khoảng cách có một tên võ giả cường đại tọa trấn, từ xa nhìn lại, lấy những này võ giả cường đại này tựa như hình thành một tòa trận pháp khổng lồ. Cửa thành cao đến mấy chục trượng mở ra, bóng người như nước chảy ra vào, có người bình thường, cũng có võ giả, cả tòa thành trì giống như một con thượng cổ hung thú, lẳng lặng mà sừng sững trong vùng bình nguyên. Đây chính là tầng hoàng thành, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cũng là hạch tâm của đại tầng đế quốc, tụ tập toàn bộ lực lượng cường đại nhất đế. Tần chính nam nhẹ giọng mở miệng nói. Trong giọng nói cũng có một vòng tự hào, dù sao đây là thành trì thuộc về tần gia bọn hắn, chính bọn hắn năm đó hao tổn tận tâm huyết chế tạo không phá chi thành, trải qua vô số năm mưa gió ngật đứng không ngã. Trong hoàn thành các đại thế gia, tông môn chiếm cứ, không thể so với trấn yêu thành, tất cả đều phải cẩn thận, lỡ như chọc tới lão cổ động gia tộc nào thì đó chính là tai họa. Tần chính nam mang theo hai người đi thẳng về phía trước, đồng thời dặn dò vương sông một ít chuyện theo dòng người tiến vào thành trì vương sông càng có thể cảm nhận được sự phồn vinh của hoàng thành đông nghiệp như nước chảy nếu như không phải cảm nhận được tu vi của những người này vương song đều sẽ cho rằng mình đang tới địa cầu cổ đại nhưng mà tầng chính nam cũng không dừng lại tiếp tục dọc theo đường lớn đi thẳng về phía trước mỗi một bước bước là mấy trăm mét cự ly xa hóa thành một bước đối với tôn giả mà nói chẳng qua là sử dụng không gian chi lực vương song cùng dương mặt hai người ở phía sau lưng liều mạng đuổi theo. Phát huy tốc độ đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương. Nhưng mà thời gian khoảng chừng một nén nhang, người chung quanh vương song dần dần giảm bớt, kiến trúc chung quanh cũng dần dần trở nên càng càng hùng vĩ, một trẻ ngoặt, trước mắt vương song trở nên rộng rãi, hai bên đường phố, đều là từng tòa cung điện cùng phủ đệ vô cùng to lớn. Mà phía xa xôi, vương song có thể nhìn thấy tòa thành cự đại nhất trong thành, so với ngoại thành, tòa nội thành này càng thêm tinh xảo, toàn thân tản ra một màu sắc u ám, nhìn xa xa, vương song cảm nhận được một cổ uy nghiêm chi khí. Vương song đột phát, trong mắt lóe lên một vòng ba động, thiên nhãn mở ra, sau một khắc, trong tầm mắt bị một tầng hào quang màu vàng nhạt bao phủ, tầng quang mang này vô cùng nồng đậm, gần như khiến ánh mắt hắn lóe mù. Vương song nhanh chóng thu hồi thiên nhãn thu hồi, một mặt sợ hãi nhìn nội thành phía xa, tim hắn đập bình bịch, cảm giác mình đang làm một chuyện ngu xuẩn. Tần chính nam dừng lại trước một tòa phủ đệ, phía trên có một chữ tần lớn. Tần chính nam bước dài đi vào, mà bốn tên thị vệ ở cửa chính nhìn thấy tần chính nam, vẻ mặt kích động. Tham kiến tần vương điện hạ. Bốn tên thị vệ cung kính nửa quỳ mở miệng nói. Đứng lên đi. Tần chính nam chậm rãi mở miệng, phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy, nhìn vương song cùng dương mặt phía sau mình, ra hiệu cho bọn họ đuổi theo nhìn thấy hai người trẻ tuổi vậy mà đi cùng tần vương trở về phủ đệ bốn tên thị vệ đều vô cùng kinh ngạc nhưng bọn họ cũng đều biết quy củ của tần phủ không nói gì thêm nhìn vương xong cùng tần chính nam đi vào phủ tần chính nam thân là hoàng thất nhất tộc còn là cao thủ hàng đầu thân phận của hắn luôn đứng hàng đầu diện tích của cả phủ cũng đến mấy ngàn mẫu hàng ngàn người hầu ai cũng có tu vi trong người hơn nữa thấp nhất cũng là cảnh giới tiên thiên trong đó cảnh giới hóa thần cũng có không ít trong phủ đệ có linh dược viên yêu thú viên hồ nhỏ và thác nước núi giả phi tuyền còn có vô số kim liên sinh trưởng ở trong hồ nhỏ toàn bộ phủ đệ được bao phủ bởi một tầng kết giới thu hút vô số nguyên khí khiến nguyên khí trong phủ đệ so với bên ngoài cường thịnh gấp mấy lần nguyên khí ở đây bao phủ nồng đậm cho dù là một con heo cũng sẽ có tu vi cường hãn dọc đường đi ngang qua nhìn thấy thân ảnh của tầng chính nam hạ nhân trong phủ đệ đều cung kính hành lễ đứng ở một bên đến khi tầng chính nam đi qua mới tiếp tục công việc của mình. Hai người vương song có chút thèm thuồng nhìn không ít linh trân trong phủ đệ, đặc biệt là dược linh phổ của tầng chính nam. Vương song có thể thấy vô số các linh dược rất khó nhìn thấy ở bên ngoài, vương song có thể nhìn thấy không ít các linh dược khó thấy ở bên ngoài, lại trồng đầy đất như cà rốt bình thường ở bên ngoài. Trong số đó, không thiếu các linh dược mà hắn cần để ngưng tụ tam thế thân. Đáng tiếc vương song vẫn buông tha suy nghĩ này, cảm giác dường như trên những tiên dược này có trận pháp. Đi thẳng đến phòng khách, Vương Song thấy hai thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi đang đứng ở cửa, nhìn thấy Tần Chính Nam, cả hai thân ảnh đều cung kính nói. Tần Ngọc, Tần Chiến bái kiến Tần Vương Điện Hạ. Ha ha, đây không phải bên ngoài, không cần gò bó, gọi ta Tần Thúc là được rồi. Vâng, Tần Thúc. Hai thân ảnh cung kính lên tiếng, thần sắc thả lỏng rất nhiều, Bọn họ đều biết tính tình của vị Tần hoàng tộc đệ không tốt lắm, nhưng hôm nay lại không làm khó dễ hai người bọn họ. Xem ra hai tiểu tử các ngươi hẳn đã chờ được một khoảng thời gian rồi đúng không? Tần Chính Nam ngồi ở vị trí đầu tiên, nhìn hai người cười khẽ một tiếng, Vương Song cùng Dương Mạc cũng đều theo sát phía sau, đi vào phòng khách, phòng khách vô cùng rộng rãi, nhưng chỉ có vài người bọn họ. Bọn ta cũng vừa tới không lâu. Nam tử cung kính đáp lại, nói xong nhìn thoáng qua hai người vương song, dương mạc ở một bên, ánh mắt lộ vẻ giật mình. Tần Thúc, hai vị này chính là tuyệt thế thiên kiêu vương song, người đã đánh bại vũ mục với sư đệ dương mạc của hắn sao. Nghe được đối phương gọi tên mình, vương song và dương mạc kinh ngạc nhìn một cái, hắn có thể khẳng định đối phương là đệ tử tần tộc, nhưng cụ thể là thân phận gì, bọn họ không rõ lắm. Ha ha, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút, bọn họ chính là thiên kiêu của Tây Tinh Vực, Vương Song, Dương Mạc mà đây là hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi nhất trong tầng thị nhất tộc ta, phụ thân của bọn họ chính là Trấn Bắc Thần Tướng, tu vi bán bộ tôn giả, cách cảnh giới tôn giả chỉ còn một bước nữa thôi, lần này cá ngươi vào tứ tượng đạo viện, phải giúp đỡ lẫn nhau. Tầng chính nam giới thiệu cho hai bên. Ngươi chính là Vương Song, hì hì, ngươi rất nổi danh ở tầng hoàng thành đó, bây giờ toàn bộ thiên kiêu tầng hoàng thành đều đang chờ ngươi, thậm chí là trong tứ tượng học viện, cũng có không ít người chuẩn bị chính là tầng hoàn thành danh nhân, bây giờ toàn bộ tầng hoàn thành thiên kiêu đều là đang chờ ngươi, thậm chí trong tứ tượng học viện. Có không ít người đánh giá xem rốt cuộc thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu mà có thể đánh bại tên Vũ Mục kia. Vũ Mục tuy mạnh, nhưng trong tầng hoàn thành cũng không phải không có người là đối thủ của hắn, các đại gia tộc như Bạch Gia, Mạc Gia, Giang Gia, Thạch Gia, còn có Vũ Gia, ngoại trừ những gia tộc này, Điểm Đạo Sơn, Phù không hải cùng với rất nhiều các truyền nhân của siêu cấp thế lực trong đại tần đế quốc cũng đủ đối đầu với vũ mục. Tần chiến kể ra khoảng mười mấy thế lực cường đại, những thế lực này đều là gia tộc nhất lưu trong đại tần đế quốc, truyền thừa vô số năm, lai lịch của mỗi gia tộc đều sâu không lường được, tần gia thân là đệ nhất thế gia năm đó, đương nhiên biết rõ những thế gia này đáng sợ ra sao. Vương song cười nhạt, hắn cũng không cảm nhận chút ác ý gì trên người bọn họ, xem ra cũng bớt cho bản thân không ít phiền toái. Hai người các ngươi, bản lĩnh của vương song ta đã chính thức nhìn thấy, dựa vào chiến đấu lực của hắn, so với các ngươi, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Sau này nếu có người trong tứ tượng đạo viện khi dễ các ngươi, e rằng các ngươi phải nhờ đến sự giúp đỡ của vương song đó. Tần chính nam ở một bên nói. Nhờ hắn giúp đỡ. Bọn ta tìm tần vũ đại ca. Tần Ngọc đang muốn mở miệng, lại bị tần chiến dùng ánh mắt ra hiệu, cuối cùng lại im lặng, nhưng lại bị Tần Chính Nam lạnh lùng nhìn một cái. Tiểu tử Tần Vũ đã trở lại. Vương Song ở một bên có chút nghi hoặc, hắn nhạy cảm phát hiện Tần Vũ có chỗ đặc thù gì đó. Hôm trước mới trở về, Tần Vũ đại ca bây giờ đã đột phá đến cảnh giới bán bộ tinh chủ, chỉ cần dung hợp một viên tinh thần là có thể chính thức tiến vào cảnh giới tinh chủ. Tần Chiến chậm rãi nói. Tần thị nhất tộc bọn ta cũng có không ít tinh thần chẳng lẽ tiểu tử Tần Vũ kia lại muốn siêu cấp tinh thần của tứ tượng đạo viện sao? Nghe vậy, Tần Chính Nam kinh ngạc nói. Đúng vậy, Tần Vũ đại ca đã nói, tinh anh siêu cấp của tứ tượng đạo viện chính là căn cơ để hắn đột phá tinh chủ. Vẻ mặt Tần Ngọc vô cùng sùng bái nói, thực lực của hắn và Tần Chiến đều là hóa thần trung kỳ, nhưng còn nhỏ hơn Tần Chiến mấy tuổi, nhưng thiên phú và thực lực của người kia lại khiến cho Tần Thị nhất tộc phải giỏi mắt, đều là đứng đầu. Vì vậy, Tần Vũ là người trẻ tuổi được tôn kính nhất trong tần thị nhất tộc, phần tôn kính này còn lớn hơn rất nhiều so với tam hoàng tử tần mực. Nói nhảm, mặc dù thiên phú của tần Vũ không tệ, nhưng muốn dung hợp với siêu cấp tinh thần kia, với bản lĩnh hiện tại của hắn, căn bản là không thể nào. Tần chính nam lắc đầu, có chút tức giận nói. Hắn dung hợp không thành công là chuyện nhỏ, phản kích dữ dội, đây chính là đại họa. Nghe vậy, Tần Ngọc và Tần Chiến đều bày ra dáng vẻ không nghe thấy gì cả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ có lòng tin rất lớn đối với Tần Vũ, người kia thân là thiên kiêu đứng đầu của Tần Thị nhất tộc, có thể nói, tương lai có thể làm tôn giả, nhưng dung hợp với tinh thần để thăng cấp tinh chủ, sao lại khó khăn đến như vậy? Vương Song có chút hiểu ra, không khỏi nhíu mày, tứ tượng đạo viện chỉ có một siêu cấp tinh thần, nếu bị Tần Vũ này dung hợp, bản thân tiến vào tứ tượng đạo viện thì có ý nghĩa gì nữa? hửng tần chính nam nhíu mày hai mắt hiếp lại tự hồ đang tiếp nhận tin tức một lát sau tần chính nam nhìn về phía bốn người bọn họ đi thôi phó viện trưởng của tứ tượng đạo viện đang chờ các ngươi nói xong tần chính nam vung bàn tay lên một tia thần quan bao phủ lấy bốn người bọn họ vương song chỉ cảm thấy hoa mắt một trận nhưng trạng thái này cũng chỉ kéo dài mấy giây sau giây lát mọi thứ trước mắt hắn đã trở nên bình thường lúc này hắn mới phát hiện bản thân đang ở trong một sơn cốc rất lớn, từng tòa cung điện ở trong sơn cốc. Ở ngay chính giữa là một một tòa tháp lớn cao cả ngàn km, tỏa ra một khí tức cổ xưa. Trong sơn cốc được bao phủ bởi một tầng cấm chế khổng lồ, giống như một chiếc bát pha lê, cúp ngược trên mặt đất, từ xa có thể nhìn thấy rất nhiều người trong sơn cốc. Một lão giả trông vô cùng già nua đang đứng đối diện tầng chính nam, nở nụ cười vô cùng ôn hòa, vương song nhìn vào mắt đối phương, trong mắt đối phương dường như ẩn chứa đạo và lý vô tận, tràn đầy trí tuệ. Đối mặt với lão giả này, ngay cả Tần Chính Nam cũng cung kính hơn. Lâm viện trưởng, ta giao bốn tiểu tử này cho ngài, xin ngài chiếu cố. Giới thiệu với các ngươi, đây chính là Lâm viện trưởng của Tứ Tượng Đạo viện, nếu sau này ở trong đạo viện gặp phải chuyện không thể giải quyết, có thể nhờ Lâm viện trưởng trợ giúp. Tần Chính Nam chậm rãi dặn dò đám người vương xong. Bái kiến Lâm viện trưởng. Đám người vương song nghe vậy đều là cung kính nói. Có thể đảm nhiệm chức phó viện trưởng của tứ tượng đạo viện, ít nhất cũng là cường giả cảnh giới tôn giả, đối mặt loại cao thủ này, ngay cả tần hoàng cũng phải lễ phép ba phần. Bọn họ thân là tiểu bối, bảo trì đầy đủ tôn kính cũng là điều cần thiết. Đều là một hạt giống tốt, xem ra tần vương cũng đã hao tâm tổn trí, ngươi yên tâm, gia nhập tứ tượng đạo viện, thì chính là đệ tử của tứ đại đạo viện bọn ta, chỉ cần ở trong khả năng của ta, ta sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Lâm viện trưởng lên tiếng đáp lại. Sau đó, hai người nói chuyện một hồi, tầng chính nam trực tiếp rời đi, Lâm viện trưởng dẫn theo đám người vương song đi vào tứ tượng đạo viện. Đến gần, vương song lại càng vì sự to lớn của tứ tượng đạo viện mà rung động, các loại kiến trúc to lớn, cung điện, xa xa, có thể thấy hoàn cảnh tu luyện ra sao, có được bắt cực hàng ngục, có phần thiên liệt diễm, còn có hoàn cảnh tu luyện sấm chớp đùng đùng, vương sông còn nhìn thấy có học viên bị sét đánh há hốc cả miệng các loại linh dược trồng trong linh dược điền mùi thuốc nồng nặc như khuếch tán cả mấy chục ngàn mét bọn họ đi theo lão giả xuyên qua cấm chế trông như thủy văn dừng lại trước một tòa kiến trúc to lớn một nam tử trung niên bước ra nam tử nhìn lâm viện trưởng vẻ mặt tôn kính nói lâm viện trưởng đây là mấy tiểu tử mới tới ghi danh thân phận cho bọn họ đi rồi phân phối bọn họ đi Lâm viện trưởng thản nhiên phân phó. Bọn họ. Viện trưởng, bọn họ định là học viên cấp mấy. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, vội vàng dò hỏi. Ừm, tạm thời vào tam cấp đi, để bọn họ phân vào tam cấp giáp đẳng đi. Lâm viện trưởng suy tư một chút, nhìn thoáng qua vương sông, trong đôi mắt đục ngầu dường như lóe lên chút ánh sáng. Nghe vậy, nam tử trung niên hoảng sợ, có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức bắt đầu làm thủ tục cho bọn họ. Thủ tục nhập viện vô cùng đơn giản, mỗi người bọn họ đều bị phát một tấm ngọc bài, bên trong ngọc bài ghi lại tất cả tin tức bọn họ ở trong đạo viện. Đợi đến khi bọn họ đột phá đến cảnh giới tinh chủ, ngọc bài này cũng không có tác dụng nào, sẽ bị thu hồi lại. Đi thôi, ta mang các ngươi đi giáp đẳng cấp 3. Nam tử trung niên mang theo đám người vương song đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu một ít tình huống cơ bản về Tứ Tượng Đạo Viện cho đám người Vương Song. Nghe đối phương giới thiệu, Vương Song từ từ hiểu ra một ít quy tắc Tứ Tượng Đạo Viện, lại nói tiếp, cũng không khác nhau nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng, nhưng cũng có chỗ khác nhau. Tứ Tượng Đạo Viện truyền thừa vô số năm, cường giả tinh chủ ở trong đó không 10.000 thì cũng 8.000 người, bọn họ dạy dỗ học viên cũng có phương pháp riêng của bản thân. Trong đạo viện tổng cộng có 300 đệ tử, chia từ cấp 1 đến 4. Nếu đạt đến cấp 4, nói cách khác chính là đã đột phá tới cảnh giới tinh chủ, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể tốt nghiệp, ngoài cái đó ra, còn là chia thành cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp AA. Từ hóa thần sơ kỳ, bán bộ tinh chủ, theo thứ tự tăng lên, mỗi bậc 50 người, những người này góp phần tạo nên toàn bộ đạo viện. Đám người vương song tiến vào giáp đẳng cấp 3, chỉ còn cách tốt nghiệp một bước, những người này đều có thực lực ngang bán bộ tinh chủ, là những người cách tinh chủ gần nhất. Vương song bọn họ tiến vào giáp đẳng cấp 3, chứng tỏ viện trưởng cho rằng thực lực của bọn họ có thể sánh vai với bán bộ tinh chủ. Trong ngọc bài của các ngươi có 1.000 điểm tích lũy, đây là điểm tích lũy ban đầu của các ngươi, về sau muốn đạt được nhiều điểm tích lũy hơn, các ngươi cần hoàn thành một bài khảo nghiệm đạo viện bố trí. Nam tử trung niên ở phía trước nói, cùng lúc đó, đám người vương song cũng biết thân phận của đối phương, tạp sự trưởng lão của tứ tượng đạo viện, cường giả cảnh giới tinh chủ. Lý trưởng lão, điểm tích lũy này có tác dụng gì? Vương Song thắc mắc nói. Hỏi rất hay, ở trong tứ tượng đạo viện có đủ loại bảo bối thần kỳ giúp các ngươi tu hành, số lượng đông đảo, thế nhưng, những thứ này không phải miễn phí, cần các ngươi dùng điểm tích lũy đổi lấy, ngoại trừ tích lũy, không có biện pháp nào khác. Có thể nói, ở trong đạo viện, ngươi có thể không có nguyên thạch, thế nhưng nhất định không thể thiếu điểm tích lũy. Điểm tích lũy chính là để bảo đảm các ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, không có tích lũy, các ngươi rất nhanh sẽ bị phản siêu, tứ tượng đạo viện cũng không phải nơi từ thiện, sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra tu vi của các ngươi, nếu không thể thông qua, các ngươi chỉ có nước bị đuổi ra. Nam tử trước mắt giới thiệu quy của tứ tượng đạo viện cho đám người vương song. Nghe vậy, đám người vương song đều có chút kinh ngạc, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía ngọc bài của mình, nhận ra thông tin trong ngọc bài, quả nhiên, có một ngàn điểm tích lũy vừa nói xong bọn họ đi vào trong một cung điện khổng lồ trưởng lão chỉ vào tòa cung điện đây là nơi bình thường các ngươi đi học mỗi tòa cung điện là một lớp học lão sư đều là tuyệt đỉnh tinh chủ của tứ tượng đạo viện bọn ta đảm nhiệm về phần chỗ ở của các ngươi đều ở trong ngọc bài của các ngươi các ngươi đi nghe giảng trước đi làm quen đồng học sau này của các ngươi một chút lý trưởng lão nói xong đi vào trong cung điện vô cùng rộng rãi lớn nhỏ chừng ngàn trường đừng nói mấy chục người cho dù là mấy vạn người cũng đủ ở vừa lúc này trong cung điện có một vị lão giả sắc mặt già nua nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén giống như là hai thanh thần kiếm đủ để đâm thủng mây trời kiếm tâm trưởng lão đây là đệ tử mới lâm viện trưởng vân phó ta mang đến giao cho ngươi nhìn thấy lão giả lý trưởng lão tựa như có chút kiên kỵ cái gì đó cười gượng một tiếng vội vàng nói lúc này mấy chục thân ảnh ở phía dưới đều đồng loạt xoay người lại nhìn đám người vương Song, dương mạc tần ngọc trong mắt bọn họ phần lớn đều có chút tò mò nhưng bọn họ cũng hiểu được có thể nửa đường chen canh tiến vào mấy người này nhất định có bối cảnh không hề nhỏ bởi vậy cũng không nói gì vương Song nhìn mấy chục người trước mắt trong lòng sinh ra một chút chấn động những người này không ngờ thấp nhất lại là tồn tại hóa thần đỉnh phong thậm chí không ít người đều là bán bộ tinh chủ đặc biệt là mấy nam nữ tầm đầu kia Vương Song nhận thấy trên người bọn họ một cổ uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Tiến vào đi, tự mình tìm vị trí ngồi đi. Trưởng lão tên kiếm tâm nhàn nhạt nói, thậm chí không hỏi lai lịch đám người Vương Song, để cho bọn họ tìm chỗ ngồi. Cốt lắm, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vậy thì không chậm trễ kiếm tâm trưởng lão giảng bài. Lý trưởng lão nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, tựa như nơi này là hang ổ ăn thịt người không bằng. Bốn người Vương Song, Dương Mạc, Tần Ngọc, Tần chiến nhìn thoáng qua mọi người trong cung điện, ngồi xuống mấy bồ đoàn cuối cùng. Kiếm tâm trưởng lão nhìn qua bốn người, không để ý, tiếp tục nói đề tài lúc trước. Tần Ngọc cùng Tần Chiến đều có chút hưng phấn nhìn một người cầm đầu phía trước, đó là một nam tử sắc mặt kiên nghị, vận một bộ hắc bào, dáng người thon dài, một đầu tóc đen xõa tung xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Khi nhìn thấy Tần Ngọc và Tần Chiến, nam tử chỉ mỉm cười, giống như gió xuân thổi qua. Hắn là Vương Song thấy hai người như vậy, có chút tò mò hỏi, từ trên người nam tử kia, hắn nhận thấy có một cổ lực cực kỳ khủng bố, thậm chí cổ áp lực này so với vũ mục còn mãnh liệt hơn, làm cho trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Tứ tượng đạo viện này quả nhiên ngọa hổ tàn long, lại có nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy, đây chỉ là một đạo viện, nếu tính cả tam đại đạo viện khác, Vương Song cũng không dám tưởng tượng thiên kiêu của đại tần đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu người. Hắn chính là tần vũ đại ca, là hài tử duy nhất của tần chính bắc tướng quân có thể nói là đệ nhất cường giả trẻ tuổi của tần thị nhất tộc tần ngọc nhỏ giọng nói tần chính bắc tướng quân là đệ nhất thần tướng của đại tần đế quốc cùng thế hệ với tần vương đều là tu vi tôn giả cảnh giới thực lực của đại tần đế quốc quả nhiên đáng sợ nhân vật cảnh giới tôn giả hết người này đến người khác vương song âm thầm cảm thán đại tần đế quốc cường hãn này hắn ở đại hoang tinh vực ngay cả một cường giả cảnh giới cũng không có tối cường giả cũng chỉ có trưởng giáo của Thanh Nguyên Tông, không tính chu càng sư tôn. Với số lượng cường giả như vậy, cũng nhờ vô số thiên kiêu, thiên tài xuất hiện càng nhiều, khả năng sinh ra cường giả càng lớn, số lượng cũng sẽ càng nhiều, giữa hai bên tồn tại quan hệ bổ sung cho nhau. Vương song, dương mặt yên lặng nghe trưởng lão phía trên giảng bài, đối phương đang giảng kiếm đạo, tất cả mọi người nghe rồi không ngừng gật đầu, bộ dáng vô cùng say sưa. Ta nói về kiếm đạo cũng đã một thời gian dài rồi, các ngươi ai có thể nói cho ta biết là kiếm gì? Lúc này, Kiếm Tâm trưởng lão phía trên bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Đông Đảo đệ tử ở dưới, đưa ra một câu hỏi. Mọi người nghe được lời của Kiếm Tâm trưởng lão, đều bắt đầu suy tư. Bốn người Vương Song, Dương Mạc cũng cúi đầu trầm tư, qua ít lâu, Kiếm Tâm trưởng lão nhìn về phía bọn họ. Hiện tại các ngươi ai có thể nói cho ta biết đáp án? Trưởng lão, học trò cho rằng kiếm đạo là công phạt chi đạo. Võ giả bọn ta, trong tay cầm kiếm, vì mở rộng lãnh thổ đế quốc, chém giết kẻ địch. Một vị đứng dậy, thấp giọng nói: "Từng, um, ngồi xuống đi." Kiếm Tâm trưởng lão gật gật đầu, trên mặt không có lộ cảm xúc gì, tiếp tục nhìn về phía những người khác. "Các ngươi còn ai có đáp án khác không?" Trưởng lão, học trò cho rằng kiếm đạo là thủ hộ chi đạo, mục đích giết chóc là gì? Suy cho cùng vẫn là để bảo vệ thứ mình muốn, đây chính là kiếm cầm kiếm thủ hộ người mình muốn. Lúc này, một nữ tử thanh tú như ngọc, đứng dậy nhẹ giọng nói, ngữ khí mềm mại như sáp, như rót mực vào tai, mang lại cảm giác thoải mái. Đây là tông môn thiên kiêu, yến minh nguyệt của đạp thiên tông, là con gái tông chủ đạp thiên tông, người theo đuổi vô cùng đông đảo. Một bên, Tần Ngọc thấp giọng nói với Vương Song, hai người dương mạc nói giới thiệu. Nếu các ngươi có hứng thú, mau nhanh tay nha. Nhìn Tần Ngọc có dấu hiệu làm bà mối, vương song và dương mạc đều lắc đầu cười. Không biết tình thú. Thấy thế, Tần Ngọc bất đắc dĩ cười. Phía trên, nghe được câu trả lời của Yến Minh Nguyệt, kiếm tâm trưởng lão phía trên khẽ gật đầu, ý bảo đối phương ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía mọi người. Ai trong các người còn có đáp án khác? Tất cả mọi người đều liên tục nói, nhau nhau nói ra ý kiến của mình. Tất cả mọi người đều là thiên kiêu của cả đế quốc đại Tần xuất thân thế gia tông môn, không có ai ngu ngốc, bọn họ đối với kiếm đạo đều nhận thức sâu sắc khiến cho vương song cũng không thể không thắng phục. Khó trách đại tần đế quốc này thực lực khủng bố đến thế, có nhiều thiên kiêu như vậy làm quân dự cuồn cuộn không ngừng, muốn không cường thịnh cũng khó. Nhìn thấy mọi người nói không khác biệt gì nhau lắm, lão giả đưa mắt nhìn về phía mấy người phía trước. Tần Vũ, ngươi nói một chút, là kiếm đạo gì? Nghe được lời của kiếm tâm trưởng lão, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, mọi người chung quanh đều tò mò nhìn về phía hắn, tự hồ muốn biết vị thiên tài tuyệt đỉnh của tần thị nhất tộc này sẽ nói những gì có thể khiến người khác kinh ngạc. Đây, chính là kiếm đạo. Tần Vũ nhìn thoáng qua mọi người, khóe miệng vẽ thành hình công, một tay vươn ra, một đạo kiếm quan xuất hiện, rộng lớn, to lớn, tràn ngập ý hoàng đạo, chỉ nhìn đạo kiếm quan này, vương song bọn họ đều có thể cảm nhận được một cổ kiếm ý huy hoàng. Tâm ta tự kiếm, vậy mỗi một chiêu của ta chính là kiếm đạo thanh âm tần vũ bình tĩnh nhưng tràn đầy tự tin thân là thiên tài đứng đầu toàn tần thị nhất tộc của đại tần đế quốc hắn tự tin đáp án của mình chính là hoàng mỹ nhất lời nói của hắn vừa dứt không ít người ở đây đều không khỏi chấn động đều gật gật đầu trong mắt hiện lên sự kính nể ngay cả hai người tần ngọc tần chiến ngồi bên cạnh vương song cũng không ngừng gật đầu hiển nhiên đối với lời nói của tần vũ rất đồng ý tâm ta là kiếm ư vương song nghe vậy trong mắt hiện lên một tia suy tư, lập tức tự hồ nghĩ tới cái gì đó, khẽ lắc đầu. Phía trên, nghe Tần Vũ nói, Kiếm Tâm trưởng lão thì lộ ra ý cười, phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, đồng thời quay đầu nhìn về phía mọi người, đang muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy Vương Song, trong ánh mắt lão giả hiện lên vẻ tò mò, lập tức nói: "Vị đệ tử này, ngươi nói một chút lý giải của mình đối với kiếm đạo đi." Mọi người nghe vậy, đều có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại phát hiện kiếm tâm trưởng lão đang nói với vương song vương song cũng có chút sửng sốt ngẩng đầu nhìn chung quanh mới phát hiện đối phương đang gọi mình hắn vội vàng đứng dậy cung kính nói học trò ngu dốt sợ đáp án của mình làm cho chư vị ở đây chê cười vẫn là miễn đi ha ha không sao chỉ là tùy ý thảo luận một chút mà thôi không cần để ở trong lòng kiếm tâm trưởng lão chậm rãi nói nhưng trước khi nói ta muốn kể một câu chuyện Vương Song nghe vậy, không tiếp tục cự tuyệt, mà nhìn về phía mọi người nhẹ giọng nói. Đây là câu chuyện về một nhân vật thần thoại kiếm đạo cả đời bất bại. Trong một tiểu thế giới, đã từng có một người, kiếm pháp sắc bén cương mảnh, bất khả chiến bại, lấy một thanh kiếm sắc bén tranh tài với quần hùng 30 tuổi cầm một thanh tử vi nhuyễn kiếm tranh đấu khắp thiên hạ, chưa từng thất bại. 40 tuổi, tay cầm một thanh huyền thiết trọng kiếm hoành hành bốn phương, sau 40 tuổi, không chỉ đồ vật, cỏ cây, Trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, dần dần tiến đến cảnh giới không kiếm thắng hữu kiếm. Vương Song chậm rãi nói, nói ra chiến tích thần thoại bất bại trên địa cầu. Đương nhiên, so với tuyệt thế thiên kiêu có thể dời núi lấp biển trước mắt, độc cô cầu bại có lẽ không tính là cái gì, nhưng chỉ xét về kiếm đạo, tất cả mọi người ở đây cộng lại e rằng đều không cao thâm bằng vị anh hùng tuyệt thế kia. Tất cả mọi người không cười nhạo, đều dùng vẻ mặt tò mò nhìn Vương Song. Ngay cả kiếm tâm trưởng lão, bọn họ muốn biết, rốt cuộc Vương Song muốn nói cái gì. Có thể nói, vị tiền bối kia, ở một thế giới phàm nhân, cứng rắn sáng tạo ra kiếm đạo tứ đại cảnh giới, lợi kiếm, khoái kiếm, trọng kiếm, vô kiếm chi cảnh, trước hắn, căn bản không có kiếm đạo vừa nói. Tuyệt thế nhân kiệt, có thể lấy thân người phàm, lĩnh ngộ kiếm đạo đến trình độ này, nếu như là ở Tứ Tượng Đạo viện ta, trong vòng ngàn năm, có thể đạt đến kiếm đạo tôn giả phía trên kiếm tâm trưởng lão bỗng nhiên cảm thán trong giọng nói tràn đầy kính phục chư thiên vạn đạo lực công kích kiếm đạo cùng đao đạo là mạnh nhất nếu như dùng kiếm công kích của hắn sẽ là tôn giả đỉnh phong vị nhân kiệt người vừa nói quý danh là gì cảm thán xong kiếm tâm trưởng lão hỏi vương song vị tiền bối kia tên là độc cô cầu bại cả đời kiếm đạo vô địch tìm không thấy đối thủ nghe nói cuối cùng dùng kiếm đạo phá hư không vương song cung kính nói Độc cô cầu bại, kiếm phá hư không, ha ha, lấy thân thể phàm nhân kiếm phá hư không, nếu như người này còn sống, ta tin tưởng vũ trụ mênh mông này cuối cùng sẽ có truyền thuyết về hắn." Kiếm Tâm trưởng lão nói. Cho nên, học viên cả gan nói bừa, kiếm đạo là gì? Không phải sát phạt, cũng không phải thủ hộ, mà là một con thuyền, võ giả tu hành, giống như đi ngược dòng nước, kiếm đạo cũng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, chở mình đi về phía trước, đến bờ bên kia. Vương Song đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi nói. Võ giả tu hành, có người vì danh, có kẻ vì lợi, còn có vì để theo đuổi trường sinh, hoặc là vì người nhà, vì tông môn, đủ loại nguyên nhân, không giống nhau, nhưng tất cả mọi người đều có mục tiêu của mình, kiếm đạo, cũng chỉ là một loại công cụ để võ giả hoàn thành mục tiêu. Lời nói của Vương Song chấm dứt, tất cả mọi người đều trầm mặt không nói, cả tòa cung điện đều lâm vào trong yên tĩnh, Tất cả mọi người đều tự ngẫm lại lời Vương Song nói, kể cả Tần Vũ cũng kinh ngạc nhìn hắn, như không ngờ trong miệng Vương Song có thể phát ra những lời như vậy. Kiếm đạo là con thuyền chở người qua bờ bên kia. Được, rất tốt. Kiếm Tâm trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt tràn ngập tán thưởng, hắn nhìn Vương Song, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu tử kia, ngươi là người của gia tộc nào?" Nghe vậy, trên mặt những người khác hiện lên vẻ hâm mộ, bọn họ nghe giảng lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Tâm trưởng lão để ý đến một học trò như vậy, còn chủ động hỏi tên đối phương. Học trò tên Vương Song, không phải người của Đại Tần Đế quốc. Vương Song nhẹ giọng nói, "Là ngươi?" Nghe vậy, Kiếm Tâm trưởng lão còn chưa nói gì, những người khác đều cả kinh, thất thanh kêu lên, bao gồm cả Tần Vũ phía trước, đám người Yến Minh Nguyệt đều hướng ánh mắt về phía Vương Song, tựa như nhìn thấy bảo vật gì đó. Kiếm Tâm trưởng lão cũng sửng sốt, hắn như đã nghe qua cái tên vương song có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái ở mang hoang chính là ngươi đã đánh bại vũ mục của bộ lạc vũ thần vương song nghe vậy cười khổ một tiếng xem ra mình đây đã hoàn toàn nổi danh ngay cả trưởng lão tứ tượng đạo viện cũng biết danh tiếng nhưng hắn cũng không phủ nhận chỉ gật đầu ha ha tiểu tử không tệ sau này nếu có chỗ nào không hiểu có thể tới tìm ta kiếm tâm trưởng lão cười nói những lời này làm cho mọi người trong lòng càng thêm một phen hâm mộ. Đa tạ trưởng lão. Vương song vội vàng cảm tạ nói, rất nhanh, buổi học này kết thúc, kiếm tâm trưởng lão trực tiếp rời đi, tất cả đệ tử trong cung điện khổng lồ cùng tụ vào một chỗ. Vương song, dương mạc, ta dẫn các ngươi đi làm quen tần vũ đại ca một chút nha. Hai người tần ngọc, tần chiến nói với vương song, lời nói của bọn họ vừa mới dứt, nhìn thấy tần vũ đã đi tới nơi này, phía sau là một đám người tiểu ngọc a chiến các ngươi cuối cùng cũng tới lúc trước ta nghe tần thúc nói hai người các ngươi ghét bỏ tu vi của mình thấp không muốn sớm tiến vào tứ tượng đạo viện ha ha có ta ở đây các ngươi chẳng lẽ còn sợ bị người khác khinh thường sao tần vũ cười nói với hai người ngữ khí vô cùng ôn hòa từ một bên nhìn lại không nhìn ra bộ dáng cao ngạo chỉ giống như một ca ca nhà hàng xóm tần vũ đại ca thật sự biết nói giỡn tần ngọc cùng tần chiến đều là thiên kiêu của tần thị trừ phi là ăn gan hùng nếu không ai dám tìm bọn họ gây phiền toái phía sau tần vũ có người thất giọng cười nói đúng vậy muốn khi dễ tần ngọc tần chiến trước hết còn phải bước qua xác bọn ta nữa bên kia cũng có người cười nói nhìn ra bọn họ đều quen biết tần ngọc bởi vậy lúc nói chuyện vô cùng quen thuộc tần ngọc tần chiến cùng mọi người nói chuyện với nhau rất nhanh tần vũ đã hướng ánh mắt về phía vương sông lộ ra một nụ cười vương song sư đệ không hổ là thiên tài có thể đánh bại tên vũ mục kia một phen giải thích kiếm đạo lúc trước khiến cho ta mở mang đầu óc nghe vậy phía sau hắn lại có người không phục vũ mục tính là gì nếu đấu với tần sư huynh mấy chiêu của ngươi cũng đủ để đánh chết đối phương rồi đúng vậy đánh bại một vũ mục tính là cái gì chỉ là một một thiên tài vô danh mà thôi đại tần đế quốc ta thiên kiêu như mây trên trời có thể đánh bại vũ mục thiên kiêu có rất nhiều muốn lợi hại bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đánh bại một vũ mục đã muốn ra vẽ ta đây ở tứ tượng đạo viện, ngươi còn kém xa. Từng tiếng cười lạnh vang lên, đối với vương song đều tràn ngập địch ý, đối với tần ngọc, tần chiến, bọn họ không dễ đụng vào, dù sao cũng là thiên kiêu tần gia, còn có tần vũ ở đây, không ai dám đụng vào tôn tử của tần thị. Nhưng đối với vương song, bọn họ sẽ không thèm để ý, mọi người đều biết vương song đến từ Tây Tinh Vực, ở Đại Tần Đế quốc không có một tia căn cơ, bọn họ thân là trụ cột tương lai của các thế lực đứng đầu Đại Tần Đế quốc, làm sao có thể để Vương Song vào mắt, cho dù hắn đã đánh bại Vũ Mục. Hơn nữa, bọn họ đều coi Vương Song như đá kê chân, nổi danh Đại Tần Đế quốc. Nghe được thanh âm mang theo địch ý của mọi người, Vương Song làm như không nghe thấy, lạnh nhạt cười, nhìn Tần Vũ. Không dám không dám, chỉ là một ý kiến ngu muội của tại hạ. Các ngươi vừa mới tới đối với tứ tượng đạo viện còn chưa quá quen thuộc, rảnh rỗi có thể nhờ đám người tiểu ngọc, a chiến dẫn các ngươi đi dạo chung quanh, hiểu rõ đạo viện một chút. trong đạo viện có một ít bảo địa mà ngoại giới không có. Tần Vũ cười nói, Tần Ngọc cùng Tần Chiến ở một bên đều gật gật đầu. nói xong, Tần Vũ ngay lập tức đi ra khỏi cung điện, một đám người rời đi, rất nhanh, người trong cung điện đều rời đi, một số người lại càng không có ý tốt nhìn mình. đi thôi, vương song chúng ta đến chỗ ở của ngươi. Tần Ngọc hai người cũng đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm chỗ ở. Đi ra khỏi cung điện, Tần Ngọc dẫn vương xong đi đến xa xa, nơi đó có từng tòa cung điện nhỏ, bị tầng tầng cấm chế bao phủ, vô số nguyên khí của đất trời tụ tập so với những nơi khác, nguyên khí nồng đậm hơn gấp mấy lần. Nơi đó chính là chỗ ở của học viên đạo viện, đệ tử cấp 3 hạng A, mỗi người một tòa cung điện, nguyên khí nồng đậm chứng tỏ trình độ mạnh nhất, cấp 3 ất đẳng, mỗi người một tòa cung điện giống nhau, tuy nhiên nguyên khí so với hạng A kém một bậc. Đệ tử cấp 2 thì ba người một cung điện, bên trong có nơi tu luyện riêng biệt, đệ tử cấp 1, mỗi người một gian phòng riêng biệt, nguyên khí so với bên ngoài tốt hơn một chút. Vừa đi, Tần Ngọc vừa giải thích cho đám người Vương Song, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Song, dương mạc, Tần Ngọc ngượng ngùng cười. Trước đây ta đã tới nơi này vài lần, cho nên cũng tương đối quen thuộc. Nghe vậy, Vương Song mới gật đầu, Đối phương thân là thiên tài tần thị nhất tộc, muốn tiến vào tứ đại đạo viện đương nhiên cũng không phải là việc khó. Bọn họ đi tới một dãy cung điện khổng lồ, ngọc bài trên người vương song lúc này tản mát ra một chùm sáng, trong nháy mắt xông về phía cung điện nào đó. Mấy người vương song vội vàng đuổi theo, nhất thời thấy được một cung điện thật lớn, toàn thân toát ra màu xanh, không biết do chất liệu gì cấu thành, ngọc bài của vương song dán lên cấm chế bên ngoài cung điện, tản ra từng đợt ánh sáng. Vương song tiến lên, cầm lấy ngọc bài, đặt vào trong tay mình, lập tức hai tay kết ra một ấn ký ghi lại trong ngọc bài, theo kết ấn của hắn, ngọc bài trước mắt chợt phát sáng, nháy mắt xuyên thấu cấm chế trước mặt, sau một khắc, cấm chế chậm rãi biến mất, vương song, dương mạc, tần ngọc, tần chiến cùng tiến vào trong. Ha, trình độ nguyên khí này, so với ngoại giới có thể hơn gấp 10 lần. Vương song có chút khiếp sợ cảm thụ nguyên khí điên cuồng hướng tới trong cơ thể mình, thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, không ngừng cắn nuốt nguyên khí đất trời tràn vào thân thể. Dương Mạc, Tần Ngọc, Tần Chiến vào trong, cũng cảm nhận được nguyên khí nồng đậm đến cực hạn này, đều sợ hãi lẫn tháng phục. Cung điện bố trí cũng rất đơn giản, không có quá nhiều đồ vật hoa lệ, mọi người tới nơi này không phải để hưởng thụ mà là để tu hành, cho nên, bố trí của nơi này hết thảy đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là tăng tu vi lên. Đám người Dương Mạc, Tần Ngọc, Tần Chiến đều có cung điện riêng của mình, không khác của vương song lắm, có thể nói, đệ tử tam cấp giáp bang, bọn họ đã đạt tới trình độ nào đó, có thể nói là thiên kiêu cấp bậc đứng đầu đại tần đế quốc, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Trong nháy mắt, đã hơn một tháng trôi qua, trong vòng một tháng này, vương song đã hiểu biết hơn đối với toàn bộ tứ tượng đạo viện. Trong đạo viện chia ra rất nhiều nơi, có tàn thư các chứa sách chuyên môn, còn có nơi luyện đan, nơi luyện khí, còn có các loại bảo địa thần kỳ, chuyên dùng để tu hành võ học đặc thù, hoặc là để tăng tu vi, tuy nhiên những thứ này đều cần điểm tích lũy. Trên một hồ nước ống ánh như thủy ngân, vương song yên lặng ngồi xếp bằng, như thể đã hóa thành một lỗ đen, nguyên khí dồi dào điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn, chất lỏng trong hồ biến mất với tốc độ người thường có thể thấy, thời gian chỉ ngắn mũi trôi qua, chất lỏng trong hồ đã biến mất hơn phân nữa. ầm uhm. Vương song mở mắt, trong mắt lóe lên tia điện, khiến không khí trước mắt như rung rẩy. Được rồi, tiểu tử kia, điểm tích lũy của ngươi đã không còn. Một thanh âm có chút già nua truyền đến, như nói chuyện ở bên tai hắn, vương song có chút không nở nhìn thoáng qua bảo trì dưới thân mình. Đây là thiên nhất thủy trì của tứ tượng đạo viện, trong đó ẩn chứa thiên nhất chân thủy có năng lượng khổng lồ, một giọt nước, có thể so với một viên nguyên thạch trung phẩm. Hơn nữa cái giá để hưởng thụ thiên nhất chân thủy cũng cao đến nực cười, điểm vương song tích lũy cũng đều dùng ở trên đó, nhưng đáng mừng là tu vi của hắn lần thứ hai tăng lên, đã đạt tới hóa thần trung kỳ đỉnh phong, cách hóa thần hậu kỳ vẫn còn một bước. Tuy nhiên, càng đến giai đoạn sau, năng lượng vương song cần lại càng thêm khổng lồ, hắn có cảm giác muốn đột phá đến hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ cần phải hấp thụ hơn phân nửa thiên nhất chân thủy. Thế nhưng, nghĩ đến điểm tích lũy trong tay hắn chỉ còn là con số không, vương song không khỏi có chút đau đầu. Bên ngoài, Dương Mạc đang chờ Vương Song, nhìn thấy hắn đi ra dương mạc có chút hưng phấn tiến lên hỏi sư huynh thế nào đột phá sao rồi còn kém một chút nữa đáng tiếc điểm tích lũy của ta đã dùng hết rồi vương song cười khổ một tiếng điểm tích lũy của ta cũng dùng hết nếu không ta sẽ mang hết điểm tích lũy cho ngươi dương mạc có chút bất đắc dĩ nói ha <laughs> ha không sao không có điểm tích lũy chúng ta có thể đi kiếm chẳng lẽ chúng ta lại để điểm tích lũy làm trùng bước ư? Vương Song tự tin nói. Sư Huynh, nếu không, chúng ta có thể đi chém giết yêu thú. Lúc trước ở đạo quán thủ tắc đã thấy, muốn đạt được điểm tích lũy, có thể đi đến bí cảnh của tứ tượng đạo viện, chém giết một ít yêu thú, mỗi yêu thú đều có điểm tích lũy tương ứng, yêu thú cảnh giới siêu phàm tương ứng với một điểm tích lũy đến ba điểm tích lũy. Yêu thú cảnh giới hóa thần tương ứng 10 điểm tích lũy đến 30 điểm tích lũy, mà yêu thú nửa bức cảnh giới tinh chủ thì tương ứng với 100 điểm tích lũy, yêu thú cảnh giới tinh chủ, tương ứng với 3.000 điểm tích lũy. Dương Mạc có chút hưng phấn nói, đây là một phương pháp cổ vũ học viên thực chiến của tứ tượng đạo viện. Trong tứ tượng đạo viện có thông đạo liên thông các bí cảnh, ở cuối những thông đạo này tương ứng với một thế giới khác nhau. Bởi vậy, nói là bí cảnh, không bằng nói là một tiểu thế giới, những tiểu thế giới này rất nhiều đều có yêu thú tồn tại trong những yêu thú này không thiếu ít tồn tại cường đại cường giả tứ tượng đạo viện cũng chưa khám phá hết mà giao cho đệ tử trong đạo viện đi thăm dò chỉ cần đệ tử có bản lĩnh cho dù là bảo lưu toàn bộ bí cảnh tứ tượng đạo viện cũng sẽ không động tới thu hoạch của đệ tử tương tự thu hoạch lớn kèm theo uy hiếp cực lớn trong một số bí cảnh có yêu thú lợi hại vô cùng thậm chí không thiếu yêu thú cảnh giới tinh chủ kết quả đệ tử tiến vào toàn bộ ngã xuống đây cũng là vì sao tứ đại đạo viện còn có đệ tử tốt nghiệp, bởi vì bọn họ căn bản không có cơ hội tốt nghiệp. Đi chém giết yêu thú, đây ngược lại là một biện pháp tốt, nhưng chúng ta đối với bí cảnh của tứ tượng đạo viện vẫn chưa quá quen thuộc, tốt nhất là mang theo một đệ tử tương đối quen thuộc nơi đây. Vương Song suy nghĩ một chút rồi nói, tuy rằng hắn là một kẻ tài cao gan lớn, nhưng cũng hiểu được đây là chỗ nào, vạn nhất tiến vào một bí cảnh có yêu thú tinh chủ tồn tại, hắn cùng dương mặt chính là đi tìm chỗ chết chi bằng chúng ta đi hỏi đám người Tần Ngọc, Tần Chiến một chút. Dương Mạc nghe vậy, đưa ra một đề nghị. Bọn họ giống như chúng ta, đều vừa mới tiến vào tứ tượng đạo viện, điểm tích lũy trong tay có hạn, nhưng lại vô cùng quen thuộc tứ tượng đạo viện, có bọn họ dẫn đường, chúng ta hẳn sẽ tránh được nhiều đường vòng. Các ngươi cũng muốn đi chém giết yêu thú. Tần Ngọc và Tần Chiến kinh ngạc nhìn vương song, Dương Mạc. Cũng, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đi? Vương song nhạy bén nhận ra hàm ý trong lời nói của bọn họ, kinh ngạc hỏi. Không sai, ở trong đạo viện, điểm tích lũy là tiền tệ duy nhất, bọn ta nhập đạo viện đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ 1.000 điểm tích lũy, muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải có đủ điểm tích lũy, cho nên bọn ta tính toán đi bí cảnh chém giết yêu thú, vừa rồi đang thương lượng chuyện này đã thấy các ngươi tới. Tần Chiến cười khổ một tiếng, giải thích. Ha ha, vậy vừa hay, chúng ta có thể tạo thành một đội. Vương Song và Dương Mạc nghe vậy cười rộ lên, bọn họ và Tần Ngọc quen biết nhau, cũng có thể yên tâm đối phương. Hơn nữa, lực chiến thực sự của Tần Ngọc cùng Tần Chiến rút cuộc mạnh bao nhiêu, bọn họ không rõ lắm, nhưng nghĩ đến có thể trở thành đệ tử tam cấp giáp của tứ tượng đạo viện, thực lực của họ tuyệt đối đạt cấp bậc nửa tinh chủ. Bốn người liên thủ, cho dù là đụng phải một con yêu thú tinh chủ chân chính, Vương Song cũng tự tin có thể toàn thân toàn mạng trở ra. Bốn người vô cùng ăn nhịp, Song Phương đối với đồng bọn đều vô cùng hài lòng, thực lực của Vương Song cùng Dương Mạc đã được chứng minh dọc đường đi, Tần Chiến cùng Tần Ngọc không may mảy có chút hoài nghi nào. Mà bọn họ lại vô cùng quen thuộc với tứ tượng đạo viện, họ biết nên đi nơi nào. Nhóm người Vương Song đi theo Tần Ngọc, Tần Chiến tiến lên một bình đài thật lớn, trên bình đài khắc một dấu bùa thật lớn, mỗi một dấu đều ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, ở phía trên bình đài, một vùng không gian thông đạo thật lớn hiện lên, mỗi một không gian thông đạo đều tương ứng với một tiểu thế giới, trong lúc đó. Vương song tựa như cảm nhận được những thông đạo này sau đó mơ hồ truyền đến khí tức. Trong tứ tượng đạo viện, loại bí cảnh liên thông này ước chừng hơn trăm cái, trong đó không chỉ có thế giới của yêu thú, còn có một ít chủng tộc khác trong chư thiên vạn giới, thậm chí còn có một ít người phàm. Những thế giới này có nhỏ yếu, thậm chí ngay cả một gã võ giả siêu phàm cũng không có, nhưng cũng có thế giới vô cùng cường đại, thậm chí có cường giả tôn giả cảnh giới tọa trấn. Tần Chiến biết Vương Song, Dương Mạc còn chưa hiểu rõ tứ tượng đạo viện lắm, bởi vậy chủ động giải thích. Giới người phàm, loại thế giới liên thông của tứ tượng đạo viện này có tác dụng gì? Vương Song kinh ngạc hỏi. Ha ha, tuy rằng giới người phàm nhỏ yếu, nhưng đôi khi lại có tác dụng rất lớn. Một số ít cường giả của tứ tượng đạo viện thích ở giới người phàm, cảm thụ bi hoang ly hợp của người trần mắt thịt, đi lĩnh ngộ chút thứ không giống ở thế giới võ giả. Võ giả một khi đạt tới cảnh giới tinh chủ, muốn tăng tu vi, càng phải lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, thông tục mà nói, chính là xem mỗi người lĩnh ngộ, ngộ tính của ai đủ cao, như vậy ở cảnh giới tinh chủ, tốc độ tu luyện càng nhanh, bí mật lại nằm ở bên trong những sự vật bình thường. Tần Ngọc cũng nói, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Song và Dương Mạc, Tần Ngọc ngượng ngùng nói, một chút cái này đều là phụ thân nói cho chúng ta, kỳ thật ta cũng chưa hiểu quá nữa. Vương Song nghe vậy, không khỏi cảm khái, đây chính là chỗ tốt của bối cảnh tốt, sau này nên đi đường như thế nào, đều chỉ rõ ràng cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo con đường trưởng bối chỉ định là được. Đương nhiên, Vương Song cũng không hâm mộ, mỗi người đều có cơ duyên của mình, không cách nào cưỡng cầu, hơn nữa cho dù không có loại bối cảnh này, Vương Song cũng có đủ tự tin có thể vượt qua bọn họ. Vậy chúng ta đi tiểu thế giới nào thì tốt hơn? vương sông nhìn về phía tần ngọc tuy rằng những thế giới này đều chưa thăm dò xong nhưng mấy năm nay thăm dò đã tương đối hiểu rõ tiểu thế giới này cụ thể có thể chia làm ba loại loại thứ nhất là cực kỳ nguy hiểm trong đó có tôn giả cảnh giới khủng bố tồn tại loại thứ hai có tinh chủ yêu thú tồn tại nếu như chỉ có một hai con còn chưa tính là quá nguy hiểm nhưng có ba con trở lên như vậy sẽ thuộc loại cực kỳ nguy hiểm loại cuối cùng sức mạnh cũng chỉ nửa bước cảnh giới tinh chủ loại này đối với chúng ta mà nói là an toàn nhất, đương nhiên, đối với những đệ tử cấp 1, cấp 2 mà nói, vẫn vô cùng nguy hiểm. Tần Ngọc chậm rãi giải thích. Nàng nhìn về phía những không gian thông đạo trước mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Trong những tiểu thế giới này, có một tiểu thế giới gọi là cực thiên yêu vực, Tần Vũ Đại ca từng thăm dò, tiểu thế giới này có yêu thú cảnh giới tinh chủ, tuy nhiên số lượng chỉ có một con, hơn nữa số lượng yêu thú tiểu thế giới này cũng rất nhiều, với thực lực của chúng ta, cho dù đụng phải con cầm đầu của những yêu thú kia. Cho dù đánh không lại cũng đủ toàn thân trở ra. Một yêu thú cảnh giới tinh chủ, như vậy ngược lại không cần lo lắng. Nghe vậy, Vương Song và Dương Mạc đều gật gật đầu, một con yêu thú tinh chủ, bọn họ đúng là không lo lắng lắm. Được, vậy chọn cực thiên yêu vực này đi, nhưng mà phải làm sao với điểm tích lũy của chúng ta bây giờ, làm sao thu được. Vương Song có chút tò mò cái này không cần lo lắng lúc trước phát tấm ngọc bài kia trong đó có một cái công năng chính là ghi chép việc chúng ta chém giết được bao nhiêu yêu thú hơn nữa trên người rất nhiều yêu thú đều có không ít thứ tốt chúng ta cũng có thể lấy đi tiến hành trao đổi cùng những người khác nếu muốn tích lũy mà nói cũng có thể đưa cho đạo viện đạo viện cũng sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm tiến hành để tích lũy phần thưởng tần chiến cười nói nói trắng ra tứ tượng đạo viện giống như là một tổ chức từ thiện người chém giết yêu thú tứ tượng đạo viện tặng ngươi điểm tích lũy, thế nhưng không cần ngươi đưa cho đạo viện bất kỳ cái gì, nếu mà ngươi thu được một phần bảo vật từ trên người yêu thú, hoặc là vật phẩm luyện khí, ngươi hiến cho đạo viện. Họ cũng sẽ cho ngươi điểm tích lũy tương ứng, có thể nói, đạo viện căn bản sẽ không chiếm tiện nghi, hoàn toàn đều đang trả giá. Mấy người vừa nói, vừa đi về phía vùng đất phẳng kia, ở bên ngoài, ba lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, giống như là ba pho tượng đá. Tần Ngọc cung kính hành lễ với ba lão giả, đám người Vương Song thấy thế đều học theo, cung kính hành lễ, bọn họ lên trên bình nền, trong tay Tần Ngọc xuất hiện mấy khối nguyên thạch thượng phẩm, đặt nguyên thạch đặt ở trong rảnh, tay Tần Ngọc chậm rãi kết ấn. Một thông đạo chợt phát sáng ở phía trên, thẳng một đường bắn xuống tia sáng, ánh sáng này bao phủ mọi người, sau một khắc, ánh sáng biến mất, đám người Vương Song cũng theo đó không còn thấy tâm hơi. Cực thiên yêu vực, tiểu thế giới này gần đây có không ít người đi vào. Nhưng ta luôn cảm giác thế giới này tựa như có biến hóa gì, kỳ quái. Bên ngoài, một trong ba vị lão giả mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Trong một sơn cốc khổng lồ, từng con yêu thú hình dạng khác nhau, thân hình khổng lồ điên cuồng tấn công bốn người ở trung tâm, những yêu thú này cực kỳ điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như chỉ biết đến hủy diệt. Rừ rào. Từng tiếng gầm giận dữ vang lên, rất nhiều trong những yêu thú này đều là tồn tại cảnh giới siêu phàm. Số lượng ước chừng mấy trăm, hơn nữa còn có hai con yêu thú cảnh giới hóa thần, dưới sự dẫn dắt của hai con yêu thú này, tất cả yêu thú giống như phát điên, thấy không thể gây hại cho bọn họ, chúng thậm chí còn bắt đầu tự nổ tung. Ầm. Uhm. Ầm. Uhm. Từng đám mây khổng lồ như nấm mọc lên, sơn cốc như sắp bị nổ tung, một khối năng lượng khủng bố bao trùm, bốn thân ảnh từ trong dòng năng lượng cuồn cuộn khủng bố này hóa thành bốn đạo thần quang rực rỡ. Chết tiệt! những yêu thú này đều điên rồi. Thân ảnh vương song có chút chật vật, y phục trên người cũng có chút lộn xộn. Ba người khác cũng không kém, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đứng ở giữa hư không, nhìn năng lượng phong bạo khủng bố trong sơn cốc, khóe miệng co giật. Đây là chuyện gì, những yêu thú này tại sao lại giống như mất đi lý trí, vậy mà lại tự bạo. vầng tráng trắng nõn của Tần Ngọc nhíu lại, nhìn về phía sơn cốc phía dưới, có chút không rõ nguyên nhân, hắn cũng chưa từng nghe tần vũ đại ca nói những yêu thú này lại điên cuồng như thế. Tuy rằng yêu thú cảnh giới siêu phàm đối với hắn bà nói không tính là gì, nhưng uy lực tự bạo của những yêu thú này lại rất đáng sợ, cho dù thực lực của bọn họ kinh người, cũng không muốn chống lại. Gào Hai con yêu thú hóa thần cầm đầu nhìn thấy bốn người vương song chạy thoát, máu đỏ trong mắt càng thêm nồng đậm, tựa như máu tươi. Sau một khắc, thân thể bọn chúng chợt nâng lên, hướng tới bốn người vương song giết chóc tự tìm cái chết nhìn thấy hai con yêu thú này đuổi đến trong lòng vương xong một bụng lửa giận hừ lạnh một tiếng tay phải vung lên một đạo đao quang trực trở hiện lên thân thể hai con yêu thú trực tiếp bị chém làm hai nửa hai con yêu thú ngã xuống hai chùm tia sáng từ trong đó bay ra muốn bay về phía xa xa đây là nguyên thần của hai đầu yêu thú thân thể mặc dù đã bị hủy nhưng nguyên thần vẫn còn nhưng mà nguyên thần của hai yêu thú này dĩ nhiên là màu đỏ mơ hồ trong đó tựa như có một cổ huyết sát khí. Sau một khắc, hai chùm ánh sáng hoàng kim xuất hiện, trực tiếp đánh hai nguyên thần thành mảnh vụn bay đầy trời. Mà trên ngọc bài của Dương Mạc, lại xuất hiện 47 điểm tích lũy. Biểu hiện của những yêu thú này rất kỳ lạ, ta cảm giác thế giới này hẳn là có chút biến hóa. Vương song nhướng mày, nhìn về phía hai người tầng ngọc, Tần chiến. Trong bí cảnh này hẳn là còn có một ít chủng tộc tồn tại, chúng ta có thể đi điều tra một chút tần chiến suy nghĩ một chút đưa ra một đề nghị không biết rõ chuyện trong bí cảnh này trong lòng ta có một chút sầu lo nghe vậy vương sông dương mạc đều gật gật đầu bọn họ cũng có tính toán này nửa ngày trước bọn họ đi tới không gian này bị một ít yêu thú trong sơn cốc nhận thấy bởi vậy những yêu thú này chủ động tấn công bọn họ bọn người vương sông vốn còn không thèm để ý nghĩ vừa lúc có thể tích lũy một ít điểm ai ngờ càng về sau càng có càng nhiều yêu thú chạy tới, đến cuối cùng, thậm chí dẫn tới hai con yêu thú hóa thần cảnh giới. Trong một bộ lạc quy mô không quá mấy trăm người, một đám dị tộc thật cẩn thận nhìn đám người vương song. Thân hình ngoại tộc này mang một màu xanh biếc, mơ hồ có từng viên lân phiến, giống như là khoác lên mình một lớp áo giáp màu xanh. Trên đỉnh đầu bọn họ còn có một cái sừng nhọn màu đen, một đôi mắt vàng mang theo chút ánh đỏ, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bốn người vương song, Tần Ngọc đều tò mò đánh giá những người trước mắt này, khí tức trên người đối phương mạnh nhất cùng lắm chỉ là siêu phàm, bọn họ chỉ tùy tiện động một ngón tay là có thể nghiền chết, bởi vậy, không thèm để ý chút nào. Lúc này, những ngoại tộc vây quanh bọn họ tách ra, một thân ảnh thoạt nhìn rất già nua xuất hiện, trên thân thể đối phương có từng đạo lân phiến màu xanh biếc, một đôi mắt hồng mang xuất hiện, cũng không mang chút ngang ngược nào, thân ảnh chậm chậm chống một cây gậy gỗ đi ra từ phía sau bốn vị đến từ một thế giới khác đúng không? Một câu hỏi không quá thuần thục từ trong miệng đối phương phát ra, làm cho đám người vương song vô cùng kinh ngạc, những lời ngoại tộc nói lúc trước bọn họ một câu cũng nghe không hiểu, bởi vậy, bọn họ mới không có hành động dại dột, người hiện tại xuất hiện này dĩ nhiên biết ngôn ngữ nhân tộc, bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Ta là Tây Tư, là tộc trưởng lục tích tộc, chúng ta cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ, không biết các vị có chỗ nào cần chúng ta, Tây Tư ta nhất định sẽ không giấu bất kỳ điều gì. Lão giả trước mắt tự giới thiệu, ngữ khí rất là cung kính, khí tức trên người hắn so với các tộc nhân khác cường đại hơn rất nhiều, thực lực hóa thần sơ kỳ, coi như là không tệ, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của bốn người Vương Song đối diện, loại khí tức này. Cả đời này hắn cũng chỉ phát hiện ở trên người mấy con hung thú siêu cấp ở xa xa, bởi vậy, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, sợ bốn người Vương Song tới gây phiền toái yên tâm đi, lão nhân gia, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là tương đối tò mò, thế giới này gần đây xảy ra chuyện gì, vì sao yêu thú nơi này đều trở nên điên cuồng vô cùng. Vương song bọn họ nhận thấy được đối phương lo lắng, Tần Ngọc tiến lên một bước, ôm hòa cười nói, nói xong, lộ ra một hàng răng nanh trắng như tuyết. Hiểu được ý đồ của Vương Song, Tây Tư cũng thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không nhầm vào bộ lạc của mình là tốt rồi, bộ lạc bọn họ ở thế giới này gian nan sinh tồn, không thể nào chịu nổi đã kích nào nữa. Nửa tháng trước, yêu thú hoa nguyên tựa như có trọng bảo xuất thế, tử sắc thần quan cho dù cách vạn dặm đều thấy rõ ràng, thậm chí khiến cho tinh chủ yêu vương thèm muốn nhưng không thể có. Yêu vương kia không biết thi triển thần thông gì mà tụ tập tất cả yêu thú lại, canh giữ yêu thú hoa nguyên, rất nhiều cường giả nhận được tin tức, muốn cướp lấy bảo vật, kết quả bị rơi vào yêu thú hoa nguyên. Tây Tư chậm rãi nói sự tình từ đầu đến cuối cho mấy người vương xong, lời nói cuối cùng tây tư nhìn bọn họ một cái thực lực yêu vương kia trong thế giới nhỏ bé của chúng ta có thể nói là vô địch các ngươi nếu như cũng muốn giành lấy bảo vật kia tốt nhất nên cẩn thận một chút đa tạ lão nhân gia tần ngọc nghe vậy trong tay xuất hiện mấy chục thượng phẩm nguyên thạch nguyên khí ẩn chứa trong nguyên thạch tuy rằng không bằng nguyên tinh nhưng đối với lục tích tộc trước mắt mà nói đã là bảo vật khó có được hy vọng lão nhân gia có thể cho chúng ta một bản đồ của yêu thú hoang nguyên. Nghe vậy, Tây Tư sửng sốt, nhìn thoáng qua nguyên thạch trong tay Tần Ngọc đưa tới, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn đã tiếp nhận nguyên thạch, thở dài, móc ra một mẫu giấy da thú từ trên người mình. Đây là tất cả những gì ta biết, mặt trên đều đánh dấu là nơi nào, ta mới chỉ đi qua yêu thú hoang nguyên vài lần, cũng đã lâu rồi, ta cũng không biết hiện tại có thay đổi hay không. Tây Tư chậm rãi nói. Các vị, yêu thú hoang nguyên là nơi tụ tập của tất cả yêu thú, cũng là lãnh địa của vị yêu vương kia, các ngươi ngàn vạn lần không nên bởi vì bảo vật mà đánh cực tính mạng mình. Nhận được tin tức mình muốn có được, Tần Ngọc mỉm cười, xua tay, bốn người trực tiếp hóa thành bốn đạo thần quang bay đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tây Tư nhìn theo hướng đám người vương sông rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, thở dài một tiếng, phất phất tay, dẫn theo đông đảo tộc nhân tiến vào bộ lạc trên bầu trời vương sông nhìn bản đồ trong tay chung quanh đều là từng điểm màu xanh lá cây mỗi điểm xanh đại biểu cho một bộ lạc nhìn số lượng điểm xanh này tây tư biết ước chừng hơn trăm bộ lạc nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha